Chương 11: Phúc phận định đoạt, kể từ đó, lại có mấy chục vị thần tiên mà Ngộ không từng thấy qua tên tuổi trong Tây Du Ký đến Thiên Đình. Nhìn thấy Ngộ không ngồi bên cạnh Thiên Bồng Nguyên Soái, tất cả đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, Ngọc Đế, Vương Mẫu Giá Lâm, hai đạo ánh sáng lóe lên, Ngọc Đế và Vương Mẫu xuất hiện trên chủ vị. Các vị thần tiên Phật Tổ nhìn thấy, đều đứng dậy, bái kiến Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu nương nương, Ngọc Đế mỉm cười gật đầu với chúng tiên và ba vị đại sĩ Phật môn, sau đó nói: Ngày Hôm nay là yến hội bàn đào, trẫm và chư vị đều là khách, mọi người không cần câu nệ, chúng tiên, Phật tổ lần lượt an tọa. Tu Ngộ không lúc này lại nhíu mày, hắn phát hiện Thái Thượng lão quân căn bản không đến dự yến hội, kỳ quái, trong sách không phải ghi lại Thái Thượng lão quân cũng tham gia bàn đào hội sao? Nếu ông ta không rời khỏi đâu xuất cung, ta làm sao đi trộn kim đan được? Tu Ngộ không chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột trên chủ vị, sau khi vương mẫu nương nương nói vài câu khích lệ chúng tiên, liền phân phó người chia đào còn ngọc đế bên cạnh lại dùng khóe mắt liếc nhìn tôn ngộ không không biết đang suy nghĩ điều gì hai quả bàn đào loại trung trang mọng được đặt trước mặt thiên bồng nguyên soái tiếp theo là thiên du giật thánh hai vị chân quân đến lượt ngộ không nữ tiên phụ trách chia đào lại chỉ đưa cho hắn một quả bàn đào xanh lè loại hạ phẩm đa tạ đa tạ tôn ngộ không chấp tay tỏ ý cảm ơn với nữ tiên nữ tiên ngẩn người nhớ đến nhiệm vụ của mình nàng vội vàng theo bản năng nhìn về phía vương mẫu nương nương vương mẫu nương nương lúc này đang cùng quan âm bồ tát nói cười hoàn toàn không có ý định nhìn sang bên này nữ tiên bất đắc dĩ chỉ có thể cười gượng với ngộ không tiếp tục chia đào thiên bồng nguyên soái thấy vậy không động thanh sắc đặt một quả bàn đào loại trung trong đĩa của mình vào đĩa ngộ không đồng thời thấp giọng nói ở khỉ con tiểu tiên kia không hiểu chuyện ngươi đừng để trong lòng nhìn thấy hành động của thiên bồng ánh mắt tô ngộ không thể động thiên bồng lúc này khiến ngộ không thực sự không thể liên hệ hắn với tên ngốc tham ăn lười biếng trong tây du ký hắn không hiểu rốt cuộc là cái gì khiến thiên bồng nguyên soái oai phong lẫm liệt như vậy biến thành tên ngốc chỉ biết ăn uống trong tây du ký thiên bồng ta hiểu rồi huynh yên tâm đi tô ngộ không mỉm cười với thiên bồng nhưng hắn không nhìn thấy sau khi phát giác được hành động của thiên bồng trong mắt ngọc để lóe lên một tia hàng quang trong bàn đào hội chúng tiên nâng chén chút rượu vui vẻ náo nhiệt để khuấy động không khí vương mẫu nương nương còn gọi một đội cung nữ đến ca múa các cung nữ uyển chuyển nhảy múa trong giao trì thu hút ánh nhìn của tất cả tiên nhân nhưng trong mắt bọn họ đều chỉ có vẻ thưởng thức không hề có chút tà niệm nào dù sao cũng là những vị thần tiên trải qua tu luyện gian khổ mỗi người đều có tín niệm kiên định sắc đẹp đối với bọn họ mà nói chỉ là túi da thối tha không đáng để tâm tô ngộ không ngồi chán trường trên ghế ánh mắt lại đảo một vòng âm thầm tính toán thời gian tính toán nếu thái thượng lão quân không xuất hiện hắn liền từ bỏ kế hoạch đi đâu suốt cung trộn đan ngay lúc ngộ không chuẩn bị từ bỏ trên không giao trì bỗng hiện lên một đoàn tử khí giây tiếp theo một lão đạo sĩ mặc áo bào màu tím ung dung đáp xuống bái kiến lão quân chúng tiên thấy người tới lần lượt đứng dậy ngay cả thiên bồng nguyên soái cũng vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ với lão quân lão quân ôn hòa gật đầu với chúng tiên đi thẳng về phía ngọc đế ngọc đế và vương mẫu đứng dậy ba người nhìn nhau không biết nói gì đó bỗng nhiên thái thượng lão quân quay đầu liếc nhìn thiên bồng. Chỉ một cái liếc mắt này, thiên bồng bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, kỳ quái, tổ sư sao lại đột nhiên nhìn ta, chẳng lẽ vừa rồi ta giúp con khỉ kia giải vây, phá hỏng kế hoạch của ông ấy. Xong rồi, xem ra thiên bồng ta lần này không thể tránh khỏi một trận trách phạt rồi, thiên bồng cười khổ, theo bản năng liếc mắt nhìn ngộ không bên cạnh, ơ, con khỉ này, phân thân, cái liếc mắt này, thiên bồng nguyên soái cảm thấy tráng lạnh toát mồ hôi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ngộ không bên cạnh, không biết từ lúc nào đã biến thành phân thân. Con khỉ này, dám thi triển thuật này trước mặt nhiều cao nhân như vậy, chẳng lẽ tưởng rằng có thể qua mặt được tất cả mọi người sao? Hắc hắc, đây chính là đâu xuất cung, thái thượng lão quân, ta mặc kệ ngươi là cố ý hay vô tình, kim đan này, ta ăn định rồi. Cùng lúc đó, một con khỉ xuất hiện trước đâu xuất cung, nhìn thấy quả nhiên giống như trong sách ghi chép, toàn bộ đâu xuất cung ngay cả một cái trận pháp phòng ngự bình thường cũng không có liền đẩy cửa đi vào thơm quá vừa vào đâu xuất cung tôn ngộ không đã bị một mùi thuốc thu hút men theo mùi hương ngộ không đến lò luyện đang dừng chân trước một lò luyện đang cao ba người mở ra cho ta tôn ngộ không bay người lên mở nắp bát quái lô bên trong lò ánh sáng chói mắt năm viên kim đang bay ra hóa thành tia sáng muốn chạy trốn tới đây cho ta trong miệng ngộ không lẩm nhẩm chú ngữ một cái hồ lô bay đến tay mở nắp hồ lô ra những viên kim đang đang bay loạn như bị kéo lại bay thẳng vào trong hồ lô. Không bao lâu, Tôn Ngộ không đã cho tất cả kim đan vào hồ lô, nhưng khi lấy ra một viên kim đan định uống, trong lòng bỗng dâng lên một cổ bất an mãnh liệt. Viên đan này là cửu chuyển kim đan, không đúng, viên đan này không thể ăn được. Sau khi Tôn Ngộ không nhìn rõ viên kim đan trên tay, toàn thân dựng tóc gáy, bởi vì loại đan này hắn từng nghe sư phụ bồ đề tổ sư nhắc qua, là một loại kim đan tốt nhất, cũng là độc nhất thiên địa. Cửu chuyển kim đan, chính là luyện đan đến cảnh giới cao nhất, một viên kim đan, có thể giúp một thái ức kim tiên đạt đến đại la, mà sở dĩ gọi nó là độc nhất, là bởi vì, một khi uống viên đan này, đạt đến đại la rồi, cả đời này sẽ không thể tiến bộ được nữa, không thể nào. Trong sách ghi lại, ta rõ ràng đã uống năm hồ lô kim đan, nếu ta uống là cửu chuyển kim đan, chẳng lẽ là lúc ta đại náo thiên cung, lại có thực lực đại la kim tiên, nhưng mà, tô ngộ không cảm thấy cái hồ lô trong tay nóng rác, là linh minh thạch hầu, trong trường hợp không say rượu, hắn đương nhiên sẽ không bị cửu chuyển kim đan thu hút, bởi vì, Cửu chuyển kim đan chính là chuẩn bị cho những tiên nhân không có hy vọng chứng đạo đại la, cưỡng ép đưa bọn họ lên đại la kim tiên. Mặc dù những đại la kim tiên được nâng đỡ bởi đan dược này so với đại la kim tiên chứng đạo bằng chính bản thân yếu hơn rất nhiều, nhưng so với thái ức kim tiên, rốt cuộc vẫn mạnh hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là có thể không cần lo lắng thiên nhân ngủ suy, có thể trường sinh bất lão. Những thuốc này, ta không thể ăn, nhưng có thể dùng để nâng cao thực lực cho bọn khỉ ở hoa quả sơn. Tô ngộ không nghĩ thầm, đang chuẩn bị mang đan dược đi, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, trận trắng mắt, ngất xỉu. Một lão đạo sĩ mặc áo tím xuất hiện sau lưng ngộ không. Ông cầm lấy hồ lô, chính là chuẩn bị cho ngộ không uống cửu chuyển kim đan. Nhưng lại bị một đạo kim quan khí vận chấn lùi một bước. Thiên cơ đã thay đổi, khí vận của con thạch hầu này không bị hư hại. Ta nếu cưỡng ép dùng cửu chuyển kim đan hủy hoại đạo cơ của nó, e rằng là đi ngược thiên đạo. Lão đạo sĩ nhìn kim quan khí vận xuất hiện trên đỉnh đầu ngộ không, nhớ mày. Thì ra, cửu chuyển kim đan nếu do chính linh minh thạch hầu uống vào, khí vận thiên đạo đương nhiên sẽ không hiển hiện. hiện nhưng nếu bị người khác cưỡng ép ép thạch hầu uống vào, thì sẽ dẫn đến khí vận của thạch hầu tự bảo vệ mình. Mặc dù với thực lực của lão đạo sĩ, cho dù khí vận của thạch hầu có mạnh mẽ đến đâu, ông ta vẫn có thể cưỡng ép hủy hoại đạo cơ của thạch hầu, nhưng hành động này, hậu quả mà nó mang lại, là điều mà lão đạo sĩ không muốn nhìn thấy. Thôi vậy, thiên ý đã định, lão đạo sĩ thở dài, phất tay cất cửu chuyển kim đan, sau đó gọi hai tiểu đồng đến, trói ngộ không đang hôn mê lại. Chương 12 Lão tử ở Thái Thanh cung luận về khí vận, khi ngộ không tỉnh lại, nhận ra mình đã bị nhốt. Thiên tướng bên cạnh thấy hắn đã tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài, chết tiệt, ta vẫn bị tính kế, chỉ là không biết ngọc đế lão nhi đó chuẩn bị xử lý ta thế nào, tô ngộ không cười khổ, hắn làm sao cũng không ngờ, rõ ràng hắn đã có năng lực tiên tri, vì sao vẫn bị ngọc đế bọn họ tính kế, tuy nhiên, sau khi kiểm tra cơ thể một lượt, hắn thở vào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể vẫn là kim nguyên lực thuần túy, điều này chứng tỏ hắn chưa uống cửu chuyển kim đan, may quá đạo cơ chưa bị hư hại cùng lúc đó ở linh tiêu điện ngọc đế đang cùng thái thượng lão quân thương lượng xem xử lý Tô ngộ không như thế nào lão quân con khỉ đó không tự ý uống củ chuyển kim đan chuyện này chắc chắn không giấu được phật môn nếu bọn họ biết chúng ta muốn hủy hoại đạo cơ của linh minh thạch hầu e rằng sẽ không để thạch hầu ở lại thiên đình nữa sau khi biết thái thượng lão quân đã từ bỏ việc dùng cửu chuyển kim đang hủy hoại đạo cơ của ngộ không ngọc đế có chút lo lắng nói thái thượng lão quân mỉm cười nói e không sao nếu người của phật môn đến cứ để bọn họ đến tìm ta là được, nếu vậy, phiền lão quân bận tâm rồi." Nghe được lời này, Ngọc Đế sáng mắt lên, phải biết, thân phận của lão quân cực kỳ cao quý, tuy trông có vẻ không lộ phong mang, nhưng nếu thật sự so về thực lực trong tam giới, thật sự không có ai muốn chọc giận ông ta, dù sao, lão nhân gia kia, thế nhưng là một trong tam thanh thánh nhân, Thái Thanh lão tử hóa thân, bản lĩnh như thế nào không bàn đến, chỉ riêng thân phận giáo chủ nhân giáo, một trong tam thanh của đạo môn, cũng đủ để cho tiên Phật tam giới không dám thiếu kính, có lời đảm bảo của lão quân Ngọc Đế coi như yên tâm, không còn lo lắng Phật Môn bên kia khó giao phó. A Di Đà Phật. Đúng lúc lão quân và Ngọc Đế đang bàn bạc, thiên đình bỗng Phật quang rực rỡ, một vị hòa thượng hiện lên từ hư không với vẻ từ bi. Trong nháy mắt, cả thiên đình đều vang lên tiếng tụng kinh của Phật Môn. "Phật Tổ, ngươi không ở Tây Phương tu hành, đến thiên đình của ta có việc gì?" Tiếng của Ngọc Đế vang lên, tiếng tụng kinh trên bầu trời lập tức im bặt, Phật quang nồng nặc cũng thu liễm lại. "A Di Đà Phật, bần tăng lần này đến đây, là vì linh minh Thạch Hầu mà đến." Như Lai Phật tổ thu liễm Phật Quang, mỉm cười bước vào Linh Tiêu Điện, ánh mắt lại không nhìn Ngọc Đế, mà nhìn Thái Thượng Lão Quân giả vờ ngủ gật bên cạnh Ngọc Đế. Lão Quân nhắm mắt làm ngơ, dường như không nhận ra Như Lai đến. Như Lai thấy vậy, chỉ đành chuyển ánh mắt sang Ngọc Đế, Phật tổ, chuyện Linh Minh Thạch hầu xuống trần thảm kiếp, chúng ta không phải đã sớm thảo luận rồi sao, đợi nó phản thiên, trẫm tự nhiên sẽ phái người đến mời ngươi đến hàng yêu. Ngọc Đế biết ý của Lão Quân, liền lên tiếng nói, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cửu chuyển kim đan. Nghe vậy, như lai gật đầu nói ngày bần tăng chỉ lo lắng con khỉ đó tính tình không kiềm chế được sợ nó quấy rầy sự thanh tịnh của thiên đình cho nên chuẩn bị tiên phát chế nhân trấn áp nó rèn luyện tâm tính ngọc đế cười nói kệ không sao thiên đình thanh tịnh lâu rồi có con khỉ đó ngược lại cũng náo nhiệt thêm hơn nữa con khỉ đó cũng chỉ là uống rượu say vô ý xông vào phòng luyện đan của lão quân tuy có tội nhưng trách phạt đôi chút là được chưa cần phật tổ tự mình trấn áp như lai thấy ngọc đế không muốn để mình mang thạch hầu đi nụ cười trên mặt dần thu lại nghi mặt nói, cây Phật môn Đại Hưng là thiên số, thiên số không thể nghịch. Ngọc Đế hơi nhíu mày, sau đó cười nói, cây Phật môn Đại Hưng quả thật là thiên số, đã là thiên số, Phật tổ sao không thuận theo thiên ý? Nếu ngươi ra tay can thiệp vào sự trưởng thành của Linh Minh Thạch Hầu, cũng là đi ngược lại thiên số. Nhất Phật Nhất Đế không ai nhường ai. Như lai thấy Ngọc Đế bình tĩnh như vậy, biết chắc là đã được Lão Quân ủng hộ, thôi không giấu giếm nữa, trực tiếp tiến lên hành lễ với Lão Quân. Lão Quân mở mắt ra, như người nhường đường nhưng lại không nhận lễ của như lai như lai phật tổ ngươi là phật tổ của phật môn lễ của ngươi lão đạo ta sao dám nhận lão quân nhẹ giọng nói vẻ mặt điềm nhiên thấy vậy như lai cũng thu hồi lễ số nói e lão quân ngươi và ta từng thỏa thuận thạch hầu sẽ gia nhập phật môn của ta đánh bại phật ngươi không thể nào nuốt lời lão quân gật đầu nói e điều này là đương nhiên phật môn của ta cần là một linh minh thạch hầu hoàn chỉnh như lai nói từng tiếng rõ ràng để có được linh minh thạch hầu bổ sung khí vận cho Tây Phương, Phật môn đã trả giá rất nhiều, trong đó có việc nhường công đức lấy kinh, nếu cuối cùng nhận được chỉ là một linh minh thạch hầu bị hủy hoại đạo cơ, đối với Phật môn mà nói, tổn thất này, quả thật là rất lớn. Ừ, Thái Thượng Lão Quân đáp ứng, như Lai đã có được lời hứa của Lão Quân, hài lòng rời đi, khỉ con, đi theo ta, một tiểu đồng đến trước mặt ngộ không, phất tay một cái, giải trừ phong ấn trên người ngộ không, tôn ngộ không nhìn tiểu đồng một cái, hỏi, tiểu đồng ngươi, muốn dẫn ta đến đâu, tiểu đồng không trả lời câu hỏi của ngộ không, chỉ để ngộ không đi theo mình, tôn ngộ không đi theo tiểu đồng, rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng đến trước một đạo quán, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cửa treo một tấm biển, trên đó viết, Thái Thanh Cung, Thái Thanh Cung, trong mắt ngộ không lóe lên tia sáng nhạy bén, còn tiểu đồng dẫn hắn vào Thái Thanh Cung xong, liền xoay người rời đi, chỉ để lại một mình ngộ không đứng trong đại điện, tôn ngộ không, một lão đạo râu tóc bạc phơ xuất hiện, nhìn ngộ không với vẻ mặt nhàn nhạt cười, ta, ngộ không bái kiến đạo trưởng tôn ngộ không không biết thân phận người đến nhưng từ trên người lão đạo hắn cảm nhận được khí tức giống như sư phụ bồ đề tổ sư của mình lập tức không dám lơ là vội vàng tiến lên hành lễ lão đạo nhìn ngộ không gật đầu thấy hài lòng nói ngươi có biết ta gọi ngươi đến đây là vì chuyện gì không tôn ngộ không lắc đầu nói không biết lão đạo thở dài phất tay một cái ngộ không cảm thấy trước mắt thay đổi chớp mắt một cái liền đến một thế giới phong cảnh hữu tình lão đạo xuất hiện bên cạnh ngộ không nói ngươi hãy xem tôn ngộ không không hiểu gì cả đang muốn hỏi thì hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi dữ dội núi non sụp đổ sông ngòi cạn kiệt từng cây linh căng bị hủy hoại từng ngọn linh sơn biến thành tro bụi đây nhìn thấy cảnh tượng này ngộ không kinh ngạc không thôi nhất là khi hắn nhìn thấy kẻ gây ra tất cả những điều này chính là bởi vì một trận chiến càng thêm kinh hãi thời thượng cổ Ma tổ La hầu đại chiến với đạo tổ ở Tây Phương, cuối cùng ma tổ bị tiêu diệt, còn linh mạch của Tây Phương cũng bị hủy hoại hết trong trận chiến này. Từ đó, khí vận của Tây Phương không còn trọn vẹn, đạo tổ để bù đắp nhân quả này, đã hứa sẽ cho Tây Phương đại hưng, lấy một phần khí vận của Đông Phương rót vào Bổ Thiên Linh Thạch, ban cho Tây Phương, còn ngươi chính là do Bổ Thiên Linh Thạch hóa thành, cũng là con của khí vận Đông thổ của ta." Giọng nói của lão đạo vang vọng bên tai Ngộ Không khi ngộ không tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đã trở lại Thái Thanh Cung. Điều này đối với ta không công bằng. Tôn ngộ không nhìn lão đạo, không cam lòng nói. Hắn không quan tâm mình thuộc về Đông Phương hay Tây Phương, nhưng hắn quan tâm là cuộc đời của hắn. Tại sao lại do người khác định đoạt? Thứ 13 chương thiên bồng tâm sự. Tôn ngộ không rời đi Thái Thanh Cung, kể từ biết thân phận của mình sau. Hắn cùng Thái Thanh cung cái kia thần bí lão đạo đã đạt thành ước định, hắn có thể đại biểu phương Đông hoàn thành Phật Pháp Đông truyền một chuyện, nhưng hắn cũng cần tự do, tự do, đây là xem sông Tây Du Ký sau, ngộ không quán giận nhất sự tình, bị đè ngủ chỉ sơn 500 năm, là kim quấn nhi chế, bị thúc ép trở thành một lão hòa thượng đồ đệ, đây hết thảy, đều để trong lòng của hắn đối với thỉnh kinh tràn đầy bài xích, lão đạo thỏa mãn ngộ không yêu cầu, hắn đáp ứng ngộ không, từ hôm nay trở đi, thiên đình sẽ không lại tận lực tính toán hắn, nhưng thiên đình cũng sẽ không tận lực bảo hộ hắn, hết thảy, đều nhìn ngộ không tạo hóa của mình, hết thảy đều nhìn lão tôn ta tạo hóa sao. Hừ, ta có đông thắng thần châu khí vận bàn thân, chỉ cần ta không tự hủy khí vận, ai có thể bức ta, tôn ngộ không trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười, biết mình cùng đông thắng thần châu khí vận tương liên sau, hắn liền hiểu vì cái gì ngọc đế bọn người mặc dù muốn đem chính mình trấn áp, nhưng vẫn chỉ dám âm thầm tính toán hắn, bởi vì, có được khí vận bàn thân ngộ không, trừ phi chính hắn làm ô uế khí vận, bằng không, chủ động công kích hắn, liền tương đương với công kích đông thắng thần châu, sẽ gặp phải khí vận phản vệ, ngộ không quay trở về thiên đình kể từ nhận được Thái Thanh cung thần bí lão đạo hứa hẹn sau, Ngọc Đế quả nhiên không còn tận lực tính toán ngộ không, vẫn như cũ để hắn tọa trấn bàn đào viên, về phần hắn trộm lấy Thái Thượng lão quân kim đang sự tình, tự hồ thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra một dạng, không người nhắc đến, tự do hương vị, tôn Ngộ không nằm ở cây bàn đào phía dưới, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, đây là hắn lấy được Tây Du ký, biết mình bị nô dịch vận mệnh sau, lần thứ nhất cảm thấy như thế thoải mái, 500 năm sau, trợ giúp Thiên Đình, Phật môn hoàn thành Phật pháp đông truyền sự tình, lấy lão tôn ta nên lấy công đức, đến lúc đó, lão tôn liền là chân chính tự do thân, Phật môn cũng tốt, thiên đình cũng tốt, lão tôn ta muốn lưu ở nơi nào, liền lưu lại nơi nào, đâu suốt cung, thiên bồng một mặt chán nản liếc mắt nhìn đâu suốt cung, ánh mắt của hắn bên trong mang theo bi thương cùng một vẻ khiếp sợ, đột nhiên, hắn quay người quỳ rạp xuống đất, hướng về phía đâu suốt cung dập đầu ba cái, sư phụ, thiên bồng đi, đệ tử không tại lúc, mong sư phụ bảo trọng, đâu suốt cung bên trong, một cái huyền y đạo nhân phản phất thấy được thiên bồng cử động, thở dài một hơi, nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần Thái Thượng Lão Quân. Đây là mệnh số, cũng là thiên bồng cơ duyên. Thái Thượng Lão Quân âm thanh lạnh lùng, giờ khắc này, hắn phản phất thật sự hóa thân trở thành cái kia lấy vô vi trí danh Thái Thượng Thánh Nhân là Sư Tôn, huyền y đạo nhân xưng là, hắn quay lưng đi. Phản phất không đành lòng nhìn chính mình đệ tử kia lúc này trong ánh mắt thất vọng, thời gian trôi qua, ngộ không tại bàn đào viên bắt đầu mình tu hành, hôm nay, từ hội bàn đào sau đó, liền cũng lại chưa từng gặp mặt thiên bồng, đột nhiên xuất hiện ở bàn đào viên thiên bồng ngươi như thế nào có thời gian đến xem lão tôn ta tôn ngộ không cảm ứng được thiên bồng khí tức trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng hắn lách mình xuất hiện tại thiên bồng trước mặt một mặt vui vẻ vấn đạo thiên bồng cười nói kệ con khỉ ngươi ngược lại là tiêu giao tự tại tới ta mang cho ngươi chút rượu ngon hai anh em ta thật tốt uống một bữa a à, có rượu ngon vậy thì thật là tốt lão tôn ta thế nhưng là thèm thật lâu ngộ không nghe xong có rượu ngon lập tức vui vẻ lôi kéo thiên bồng liền hướng bàn đào viên chỗ sâu đi đến hai người tới bàn đào viên chỗ sâu một cốc thượng phẩm cây bàn đào bên cạnh ngồi xuống thiên bồng lấy ra một cái bầu rượu vì chính mình cùng ngộ không riêng phần mình rót một ly rượu ngon rượu ngon tô ngộ không bưng rượu lên chén nhỏ uống một hơi cạn sạch nhịn không được mở miệng tán dương thiên bồng cười đắc ý nói ẻ e đó là tự nhiên đây chính là ta từ chân vũ huynh đệ cái kia lấy được một phen uống sau hai người dần dần có men say thiên bồng nhìn xem lung lay sắp đổ con khỉ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, con khỉ, nếu có một ngày, ta thiên bồng xảy ra chuyện, ngươi sẽ như thế nào, đột nhiên, thiên bồng trong miệng thốt ra một câu lời kỳ quái, công ngộ không nghe vậy sững sờ, trong mắt của hắn men say trong nháy mắt tán đi, nghiêm mặt nói, thiên bồng, người ta đã huynh đệ, người nếu có khó khăn, lão tôn ta từ không thể khoanh tay đứng nhìn, ha 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 ha, con khỉ, liền hướng ngươi câu nói này, ta thiên bồng, vĩnh viễn nhận ngươi huynh đệ này, ha 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 ha, thiên bồng cười, hắn một cái nắm ở ngộ không nói nhỏ ê huynh đệ tâm ý của ngươi ta nhận thế nhưng là thế nhưng là có một chuyện ngươi nhớ lấy nếu như ngươi nghe được ta xảy ra chuyện tin tức nhất định không thể tùy tiện ra tay lời nói không rơi thiên bồng đã nằm trên đất nằm ngáy o tô ngộ không nhìn xem say ngã trên đất thiên bồng trong mắt lộ ra vẻ lo cái này thiên bồng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là ngộ không đột nhiên linh cơ động một cái hắn đã nghĩ tới tại tây du ký bên trong, thiên bồng đồng dạng cũng là người đi lấy kinh một trong, bây giờ chính mình mặc dù bởi vì biết trước tất cả, cùng thiên đình đã đạt thành ăn ý, có thế thiên bồng như cũ cần hạ giới lịch kiếp, trở thành người đi lấy kinh đồ đệ, gia nhập vào Phật môn, hắn một mực lấy đạo môn chính thống tự xưng, bây giờ biết mình cần gia nhập vào Phật môn, trong lòng nhất định 10 phần khó chịu a. nhìn xem khóe miệng chảy ra nước bọt thiên bồng, mộ không biết, lúc này thiên bồng trong lòng nhất định 10 phần khó chịu, dù sao, một cái làm không biết bao nhiêu năm đạo môn đệ tử người, đột nhiên biết mình muốn vứt bỏ đạo nhân phật, đây là một kiện cỡ nào bi ai sự tình, ngày thứ hai, thiên bồng cáo từ rời đi, phản phất lần nữa biến trở về cái kia hào phóng thiên bồng nguyên soái, công ngộ không nhìn xem thiên bồng bóng lưng, hắn có một loại cảm giác, đó chính là thiên bồng nguyên soái cũng sẽ không trở lại nữa, vài ngày sau, công thiên tướng, bệ hạ triệu tập chúng tiên đi tới đấu bò cung tham gia yến hội, tiểu nhân chuyên tới để thỉnh thiên tướng dự tiệc, một cái tiểu tiên lại nâng ngọc đế thư mời đi tới bàn đào viên ngọc đế lão nhi thiết yến vì sao muốn kêu lên ta cái này nho nhỏ cửu phẩm thiên tướng tôn ngộ không tiếp nhận thiệp mời trong lòng tràn đầy nghi hoặc bất quá ngọc đế cho mời xem như thiên tướng ngộ không cũng không thể không đi đơn giản thu thập một phen sau liền cưỡi cân đẩu vân hướng về đấu bò cung bay đi đấu bò trong cung thiên đình chúng tiên nhiều lấy đến đông đủ khi thấy tôn ngộ không lúc những thứ này thần tiên trong mắt phần lớn toát ra vẻ phức tạp thiên bồng tôn ngộ không tuần sát một vòng phát hiện đang tại rót rượu uống một mình thiên bồng nguyên soái lúc này hướng về thiên bồng nhanh chân đi đi thiên bồng bên cạnh vừa vặn có mấy cái không vị ngộ không cũng không để ý có hợp hay không quy củ trực tiếp đặt mông ngồi ở thiên bồng bên cạnh thiên bồng nguyên soái liếc qua ngộ không cười nói con khỉ ngươi đã đến tôn ngộ không gật đầu một cái nói không tệ ta tới hảo rất tốt thiên bồng cười cười tiếp đó lại cho tự mình ngã bên trên một ly một ngụm uống vào ngọc đế giá lâm một vệt kim quang thoáng qua Ngọc Đế thân ảnh từ hư chuyển thực, xuất hiện ở trên ngai vàng, chúng thần bái kiến Ngọc Đế, chúng tiên liền vội vàng đứng lên hành lễ, Ngọc Đế khoát tay áo, ra hiệu chúng tiên không cần đa lễ, thứ 14 chương thiên bồng đại náo đấu bò cung, trên yến hội, thiên đình chúng tiên nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt, tôn ngộ không vừa cùng thiên bồng đối ẩm, vừa quan sát bốn phía, hắn luôn cảm thấy, lần này yến hội không có đơn giản như vậy, bẩm bệ hạ, quan âm Bồ Tát cầu kiến, qua ba lần rượu, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Đế bên cạnh, cho mời Bồ Tát. Ngọc Đế ngửi biết quan âm Bồ Tát đến đây, khẽ gật đầu, ra hiệu chúng tiên yên tĩnh, nên đón quan âm Bồ Tát tiến điện. Chúng tiên thả ra trong tay ly chén nhỏ, riêng phần mình ngồi nghiêm chỉnh, chỉ chốc lát sau, toàn thân áo trắng quan âm Bồ Tát liền dẫn huệ ngạn hành giả từ ngoài điện đi đến, bái kiến đại thiên tôn. Quan âm Bồ Tát hạ thấp người, hướng về phía Ngọc Đế thi cái lễ. Ngọc Đế nói, Bồ Tát vì sao tới này? Quan âm Bồ Tát cười nói nơi phụng ngã phật như lai pháp chỉ đến đây vấn an như thế bồ tát có thế ngồi xuống ngọc đế phất phất tay một cái bàn án xuất hiện ở bên trái của mình bên cạnh ra hiệu quan âm bồ tát ngồi xuống đa tạ đại thiên tôn quan âm bồ tát cảm ơn ngọc đế sau đó ngồi ở ngọc đế an bài trên chỗ ngồi huệ ngạn hành giả thì đứng ở quan âm bồ tát sau lưng ánh mắt lại nhìn về phía đang đang âm thầm quan sát quan âm bồ tát ngộ không trên thân tôn ngộ không cảm nhận được huệ ngạn hành giả ánh mắt trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ bởi vì hắn phát hiện cái này huệ ngạn hành giả đối với chính mình phản phất mang theo một cổ địch ý nghề này giả cỡ nào kỳ quái lão tôn ta cũng chưa từng treo chọc qua hắn tại sao lại đối với ta sinh ra địch ý ngộ không nghi ngờ trong lòng nhưng lúc này cũng không có tâm tư tinh tế suy xét loại chuyện này hắn chân chính cảm thấy hiếu kỳ là cái này quan âm bồ tát vì sao tới này thông qua tây du ký ngộ không biết quan âm bồ tát chính là phật môn phật pháp đông truyền người chủ đạo một trong nàng tới đây nhất định là vì phật pháp đông truyền mà đến bởi vậy ngộ không đối với nàng đến tràn đầy bất an, bởi vì nàng đến, liền mang ý nghĩa, Phật môn bắt đầu ra tay rồi, đạo môn đáp ứng không còn tính toán chính mình, có thế Phật môn, lại nhất định sẽ không bỏ rơi thu phục chính mình cái này đông thắng thần châu khí vận chi tử, nghĩ tới đây, tô ngộ không nhịn không được nhìn về phía một bên thiên bồng, lại phát hiện, thiên bồng hai mắt đã trở nên mê ly hoảng hốt, tự hồ đã uống say, người tới, thỉnh quảng hàng cung tiên Nga hiến múa, một đám thân mang quảng hàng nghe thường tiên tử xuất hiện tại trên đại điện, nhẹ nhàng nhảy múa, những thứ này tiên tử, chính là quản hàng cung bên trong tiên Nga, còn thiện vũ đạo, tô ngộ không đối với mấy cái này ca múa không có hứng thú, chúng tiên cũng là như thế, mà quan âm Bồ Tát xem như người trong Phật môn, ngày bình thường lại lấy nữ tướng gặp người, càng sẽ không đối với mấy cái này vũ đạo cảm thấy hứng thú, những thứ này tiên Nga hiến múa, nói đến, cũng bất quá chỉ là vì tại chỗ chúng tiên trợ hứng thôi, thiên bồng, người thế nào, tô ngộ không đang cảm thấy vô vị thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy thiên bồng vẻ mặt hốt hoảng đứng lên, vội vàng một cái kéo lại hắn, nghe thường tiên tử, thiên bồng tránh thoát ngộ không, lão đảo hướng về đang tại khiêu vũ tiên nga đi đến, trong miệng hô, nghe thường hai chữ a, à, thiên bồng đột nhiên níu lại một cái tiên nga, cái kia tiên nga bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng không được kêu lên sợ hãi, lúc đó, toàn bộ yến hội lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả thần tiên đều một mặt khiếp sợ nhìn xem đang dắt tiên nga chi thủ thiên bồng lớn mật thiên bồng người tới, đem hắn cầm xuống, ngọc đế nhìn hầm hầm thiên bồng, tiếng nói vừa ra lúc này vọt ra khỏi mười mấy tên thiên tướng, đem thiên bồng nhấn trên mặt đất, đem cái này lưu cho trẫm đuổi đi ra, để hắn trở về thật tốt tỉnh lại. Ngọc đế chỉ vào thiên bồng quát lớn, chúng thiên tướng đem thiên bồng đè lên, hướng đi ra ngoài điện, mà thiên bồng thì vẫn như của một mặt si mê nhìn qua trong đó một tên tiên Nga, không thích hợp, ngày bình thường cũng không nghe thiên bồng nói hắn còn có cái nhân tình Nga. Không đối với, dựa theo tây du ký bên trong ghi chép, thiên bồng hẳn là tại ngọc đế vì như lai thiết lập sau thiên sẽ đưa rượu lên sau thất lễ, đùa dẫn hàng Nga, chẳng lẽ nói bởi vì thiên đình đáp ứng không còn tính toán lão tôn ta cho nên bọn hắn sớm đối với thiên bồng hạ thủ lúc này ngộ không cũng phản ứng lại hắn liên tưởng đến mấy ngày trước thiên bồng tìm đến mình lúc nói lời trong lòng biết rõ cái gọi là say rượu thất lễ đùa dẫn hàng nga bất quá chỉ là ngọc đế đạo diễn một màn kịch thôi mà tuồng vui này chân chính người xem thì chỉ có quan âm bồ tát mà thôi nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó sau vốn muốn đi tìm thiên bồng ngộ không một lần nữa ngồi xuống hắn tin tưởng thiên bồng đáp ứng ngọc đế hạ giới nhất định là sớm đã có kế hoạch, không muốn tùy tiện nhúng tay, để tránh hỏng thiên bồng kế hoạch. Thiên bồng nguyên soái bị đẩy ra đấu bò cung, Ngọc Đế sau đó lại phất tay đem quản hàng cung tiên Nga nhóm đuổi ra ngoài, để các nàng từ trở về quản hàng cung, không cần tiếp tục hiến múa. Hàng Nga thối lui sau đó, Ngọc Đế nâng rượu một ly, nhìn về phía quan âm Bồ Tát nói, ngay để Bồ Tát chê cười, quan âm Bồ Tát mỉm cười, nói, Ý A Di Đà Phật, Yến hội tiếp tục, ngay tại tràn diện lần nữa khôi phục hài hòa sau đó, đột nhiên, ngoài điện vang lên gầm lên giận dữ lần nữa làm rối loạn yến hội ngay tại chúng tiên kinh nghi chưa định thời điểm một vị thiên tướng vội vã chạy vào đại điện hốt hoảng nói nghe bệ hạ không xong thiên bồng nguyên soái hắn hắn nâng nhược thủy đem quản hàng cung tiên nga nhóm đưa hết cho cuốn đi làm càng khá lắm to gan thiên bồng lý tỉnh ở đâu nhanh chóng dẫn người bắt thiên bồng ngọc đế nghe vậy giận tím mặt lúc này mệnh lệnh lý tỉnh lĩnh người trấn áp thiên bồng lý tỉnh lĩnh mệnh mang theo na tra vội vã ra đấu bò cung chỉ chốc lát sau ngoài điện vang lên thanh âm chiến đấu một vệt sáng đụng vào đại điện chúng tiên nhìn lại càng là ba hữu hải sẽ đại thần na tra na tra một mặt lúng túng thầm mắng một tiếng đứng dậy hóa thành lưu quang lần nữa bay ra đấu bò cung ngộ không trong lòng hiếu kỳ đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện muốn nhìn một chút thiên bồng đến tột cùng đang làm gì bên ngoài đại điện thiên bồng chân đạp nhược thủy cầm trong tay một thanh cửu sĩ đinh ba đang cùng mười mấy vị thiên tướng chém giết na tra lúc này cũng lần nữa gia nhập chiến đoàn vung lên vòng càng khôn hướng về thiên bồng đầu đập tới ken thiên bồng vung vẩy cửu sĩ đinh ba đem na tra vòng càng không đập bay na tra thấy thế lại sử dụng linh bảo hỗn thiên lăng hỗn thiên lăng hóa thành một giải lụa đem thiên bồng bọc lại thiên bồng giải dụa không mở chúng thiên tướng cùng nhau xử lý đem hắn cầm xuống ha 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 ta thiên bồng vì thiên đình lập xuống vô số công lao hôm nay bất quá chỉ là vừa ý một cái tiên nga các ngươi dám như thế đối với ta đã như vậy vậy liền để các ngươi nhìn ta một chút thiên bồng lợi hại thiên bồng bị bắt trong lúc nhất thời giận từ ngực lên tại hắn thao túng dưới ba ngà nhược thủy hóa thành dòng lũ, xông thẳng đấu bò cung mà đi. Cái này ngốc tử, nói đùa lớn rồi, tô ngộ không thấy cảnh này, dù là trong lòng biết đây chỉ là thiên bồng cùng ngọc đế đang diễn trò, nhưng vẫn là bị cả kinh hiếp vào một ngụm khí lạnh. Đấu bò cung, chính là ngọc đế tẩm cung, cùng vương mẫu giao trì một dạng, đều đại biểu cho riêng phần mình mặt mũi, nếu thật để thiên bồng chìm đấu bò cung, cái kia ngọc đế da mặt cũng coi như là ném đi sạch sẽ, không tốt, chúng tiên cũng phát giác được không thích hợp, bọn hắn vốn cho rằng thiên bồng chỉ là uống say vung mượn rượu làm càng, nhưng lúc này nhìn xem trào lên mà đến nhược thủy, bọn hắn biết rõ, sự tình làm lớn lên. Thứ 21 chương tề thiên đại thánh, cứ việc mất đi mão nhị tỷ trư bát giới 10 phần khổ sở, bất quá trải qua ngộ không an ủi sau, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, dù sao cũng là sống không biết bao lâu lão quái vật, trư bát giới thanh tỉnh sau, liền để ngộ không trở về thiên đình, về phần hắn chính mình, chân linh bị hao tổn không cách nào chuyển thế luân hồi, cũng chỉ có thể lấy phàm heo chi thể lại tu luyện từ đầu lấy hoàn thành sư môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngộ không đại khái đã đoán được trư bác giới cái gọi là nhiệm vụ đến tục cùng là cái gì bất quá trư bác giới không nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều tại xác định trư bác giới đã không có trở ngại sau liền cáo từ rời đi lần này hạ giới lại làm trễ nải mấy năm thời gian cũng nên trở về xem các con công ngộ không cưỡi cân đẩu vân hướng về hoa quả sơn phương hướng bay đi như là đã hạ giới hắn đương nhiên sẽ không quên trở về hoa quả sơn một chuyến nhìn nhìn con khỉ của mình hầu tôn nhóm. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn, như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, khóe miệng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì. Tại như Lai Phật Tổ bên cạnh, quan âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, cung kính đứng hầu. Quan âm Đại Sĩ, cái kia thiên bồng bị tập kích, chân linh phá toái, người có thế thừa bác bảo công đức trì bên trong chi thủy, vì hắn tu bổ chân linh, không biết qua bao lâu. Như Lai Phật Tổ đột nhiên mở miệng nói ra, quan âm Bồ Tát nghe vậy, cao mày nói, cái Thiên Bồng chính là nhân giáo môn đồ, chúng ta cần gì phải dùng như thế bảo vật trợ hắn, như Lai Phật Tổ nói, A-di-đà Phật, Phật môn có đức hiếu sinh, thiên bồng tuy là nhân giáo môn đồ, nhưng cũng là chúng ta cùng lão quân thương lượng song thỉnh kinh người, nếu chúng ta có thể thu hắn tâm, nhất định để hắn thực tình vào ta Phật môn, quan âm Bồ Tát trầm mặt một hồi, nói, A-di-đà Phật, bần tăng xin nghe ngã Phật Pháp chỉ, quan âm Bồ Tát cử đài sen rời đi, như Lai Phật Tổ nhìn về phía hư không, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, các con lão tôn ta trở về, tôn ngộ không đi tới hoa quả sơn, rơi xuống đám mây, khắp núi con khỉ thấy là đại vương của bọn họ trở về, nhao nhao tung ra, đem ngộ không vây lại, đại vương, đại vương, bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, chúng ta nhớ ngươi muốn chết đại vương, con khỉ nhóm ríu rít kể rõ đối với ngộ không tưởng niệm, tôn ngộ không tại chúng khỉ vây quanh, tiến nhập động thủy liêm, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, ngộ không mệnh lệnh con khỉ truyền lệnh cho phụ cận 72 lộ yêu vương, để bọn hắn đến đây bái kiến, chúng khỉ nghe vậy, có chút chần chờ liếc nhau, cuối cùng từ lão khỉ con khỉ nguyên soái tiến lên đêm mộ không thượng thiên làm quan sau sự tình nói cho hắn. Nguyên lai, like, trước đây tô ngộ không bị thái bạch kim tinh chiếu sao, thượng thiên làm mật mã ôm sau, liền vẫn không có tin tức truyền xuống tới. Nguyên bản lưu lại hoa quả sơn ngu ma vương chờ sáu con đại yêu gặp ngộ không thật lâu không về, liền tuần tự rời đi hoa quả sơn, cái kia đã từng bị ngộ không thu phục 72 lộ yêu vương, gặp hoa quả sơn không có đại yêu liền cũng sẽ không triều bái cũng may những thứ này yêu vương còn kiên kỵ ngộ không cùng ngu ma vương chờ đại yêu uy danh những năm gần đây đối với hoa quả sơn con khỉ nhóm cũng là coi như hữu hảo tôn ngộ không biết mình sau khi đi hoa quả sơn yêu vương cũng đã tản vốn định tự mình đi tới các lộ yêu động vấn tội nhưng nghĩ đến tây du ký bên trong ghi lại phản thiên chi chiến các lộ yêu vương tất cả đều vì hoa quả sơn cùng thiên đình liều mạng chém giết, cuối cùng chết trận hơn phân nữa không khỏi lòng sinh xúc động thôi bọn hắn muốn tự do liền cho bọn hắn tự do a à. sau này chỉ cần bọn hắn không đáng hoa quả sơn lão tôn ta cũng không tìm bọn họ để gây sự tôn ngộ không khoát tay áo quyết định không còn đoàn tụ những cái kia thế lực. Mặc dù 72 con chân tiên cảnh yêu vương đích xác có thể tăng cường hoa quả sơn thế lực, nhưng ở đã biết thiên đình một chút bí mật sau đó ngộ không trong lòng, những thế lực này, hiển nhiên đã không để vào mắt. Đại vương, ngài thượng thiên nhiều như vậy thời gian, không biết thiên đình phong ngài một cái cái gì quan nhi a à? nói ra để đoàn người nghe một chút thôi. Đột nhiên, một cái lão khỉ vượt qua đám người ra, mặt mũi tràn đầy cười đùa nhìn qua ngộ không, mở miệng hỏi, tô ngộ không nghe vậy, trong mắt hơi hiếp, nhìn xem trước mắt lão khỉ, trong đầu không khỏi hiện lên tây du ký bên trong cái kia châm ngòi chính mình tự lập làm tề thiên đại thánh độc giác quỷ vương. Cái kia quỷ vương vốn là 72 yêu vương một trong, mà dẫn tiếng cái kia quỷ vương gia nhập vào hoa quả sơn, chính là trước mắt cái này chỉ lão khỉ. Cái kia ngọc đế đầu tiên là phong ta một cái bậc mã ôn chức vị, sau đó lại đem ta đề bạc làm bàn đào viên thiên tướng. Bây giờ tại thiên đình, lão tôn ta cũng coi như là thành công đứng vững bước chân, tôn ngộ không nghĩ nghĩ. Đây mình tại thiên đình chức vị nói đơn giản một chút, đại vương, thiên đình lấn khỉ quá đáng, ngài một thân bản lĩnh thần thông quảng đại cái kia thiên đình sao có thể để ngài đi phóng ngựa nhìn vườn đâu cái này không phải cố ý nhục nhã ngài đi lão khỉ nghe vậy tức giận nói chung quanh con khỉ nghe xong nguyên lai mình đại vương những năm này một mực tại thiên đình phóng ngựa nhìn vườn cũng nhao nhao kêu lên đại vương theo lão khỉ góc nhìn thực lực của ngài thiên hạ vô song làm thiên tướng thực sự quá khuất tài lão khỉ nghe nói bầu trời này lợi hại nhất tiên nhân được xưng là thánh nhân mà thực lực của ngài so với thánh nhân càng thêm lợi hại có thể xưng đại thánh. Lão khỉ chờ chúng khỉ an tỉnh lại sau đó, lập tức nói, đang khi nói chuyện, bên ngoài có khỉ tới báo, nói là độc giác quỷ vương biết được ngộ không trở về, cố ý mang theo bảo vật đến đây bái kiến, để hắn vào đi. Tô ngộ không không để ý đến lão khỉ trong miệng đại thánh danh xưng, mà là để chúng hầu tướng độc giác quỷ vương mời đến động thủy liêm. Chỉ chốc lát sau, một cái đầu đỉnh mọc ra độc giác yêu quái nâng một lá cờ đi đến, này yêu chính là độc giác quỷ vương. Độc giác quỷ vương mặc dù danh xưng quỷ vương, trên thực tế cùng quỷ đồng thời không có quan hệ gì bản thể của hắn là một cái mặt quỷ ngao cho nên tự xưng quỷ vương độc giác bái kiến đại vương độc giác quỷ vương nhìn thấy ngộ không sao lập tức quỳ rạp xuống đất hướng hắn hành lễ nhìn mình ngày xưa thu phục yêu vương tôn ngộ không lại cảm thấy một hồi lạ lẫm hắn nhìn về phía độc giác quỷ vương trong tay đang bưng cờ xí vấn đạo độc giác đây chính là ngươi muốn hiến bảo bối độc giác quỷ vương liên tục gật đầu nói không tệ Bảo bối này là ngày hôm nay tiểu nhân tại hậu sơn lúc tu luyện từ lòng đất nhặt được, biết được đại vương trở về, liền cảm giác bảo bối này nhất định là lão thiên bang cho đại vương bảo bối. Đang khi nói chuyện, độc giác quỷ vương trực tiếp đem cờ xí hướng về ngoài động ném đi. Sau khi hạ xuống, lập tức đã biến thành một cây trăm mét đại kỳ, tề thiên đại thánh, tôn ngộ không xuất hiện tại động thủy liêm bên ngoài, nhìn xem đại kỳ bên trên bốn chữ lớn, trong mắt sát cơ hiện lên quanh. Cùng lúc đó, toàn bộ hoa quả sơn bầu trời trở nên đen kịch một màu, mây đen quay cuồng ở giữa mơ hồ có thể thấy được vô số thiên binh thiên tướng thân ảnh lớn mật yêu hầu dám tự xưng tề thiên ta chính là thác tháp thiên vương dưới trướng tiên phong cự linh thần phụng ngọc đế ý chỉ đến đây cầm ngươi một tôn chiều cao mười mấy trượng cự thần thiên tuyên hoa chính phủ xuất hiện hoa quả sơn bầu trời chỉ vào ngộ không quát lớn tới thật đúng là khá nhanh tôn ngộ không lãnh đạm nhìn qua cự linh thần cũng không có muốn cùng những thứ này thiên binh thiên tướng ý tứ động thủ thu binh nha ta tùy các ngươi trở về gặp ngọc đế mắt thấy cự linh thần dơ tuyên hoa chiến phủ liền muốn hướng chính mình bổ tới, ngộ không trực tiếp đưa tay nắm chặt lưỡi búa, hướng về cự linh thần sau lưng quan chiến thác tháp thiên vương nói, thứ 22 chương chân chính tề thiên đại thánh, cự linh thần bị ngộ không cầm lưỡi búa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía thác tháp thiên vương, thác tháp thiên vương giống như không có nghe được ngộ không mà nói, cự linh thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nổi lên sức mạnh, muốn đoạt lại chính mình chiến phủ, tô ngộ không buông lỏng tay ra, cự linh thần thoát khốn, lập tức trở tay một búa lần nữa bổ về phía ngộ không ngộ không tránh lui liên tiếp đếm hợp sau mắt thấy cự linh thần không buông tha ngộ không bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy ra như ý kim cô bổng trở tay một gậy đem cự linh thần đẩy lui lão tôn ta nói ta cùng các ngươi trở về thiên đình tôn ngộ không bức lui cự linh thần chỉ vào thiên binh thiên tướng lớn tiếng nói lần này lý tỉnh không tốt tiếp tục giả vờ ngốc không thể làm gì khác hơn là bay người lên phía trước chỉ vào ngộ không nói yêu hầu ngươi tự tiện hạ giới lại tự lập làm tề thiên đại thánh, ngươi như cúi đầu đầu hàng, bản thiên vương còn có thể tha ngươi một mạng, lý tỉnh mà nói, để tô ngộ không trên mặt đã lộ ra một chút tức giận, bất quá hắn không muốn cùng thiên đình khai chiến, bởi vì hắn biết rõ, mình nếu là cùng thiên đình khai chiến, nhân thể chắc chắn sẽ để hết thảy trở nên cùng tây du ký bên trong một dạng, kết quả sau cùng, chính là toàn bộ hoa quả sơn tử thương thảm trọng, mà chính mình thì bị trấn áp 500 năm, lý tỉnh, lão tôn ta tùy ngươi trở về gặp ngọc đế, không phải ta sợ ngươi, mà là ta không nghĩ bị người mưu hại, cờ xí này, không phải ta lão tôn lập, nếu ngươi không tin, chờ ta thấy ngọc đế, tự có giải thích, tô ngộ không thu hồi như ý kim cô bổng, lấy đó chính mình không có ý phản kháng, lại không nghĩ lý tỉnh đột nhiên tế khởi linh lung bảo tháp, linh lung bảo tháp hóa thành cao trăm trượng tháp, trực tiếp chụp vào ngộ không, đồng thời, lý tỉnh trong tay cũng xuất hiện một thanh trảm yêu kiếm, hướng về phía ngộ không chém tới, phòng ngừa ngộ không đào thoát, đáng giận, tô ngộ không gầm nhẹ một tiếng, cơ thể hóa thành trăm trượng cự viên một quyền lực ngược linh lung bảo tháp nhưng mình lại bị Lý Tĩnh liên tiếp chém ba kiếm, yêu hầu, chịu chết đi, Lý Tĩnh trong mắt hàng quan lấp lóe, từ trong mắt của hắn, ngộ không cảm nhận được sát ý, hắn thật sự nghĩ giết mình, công ngộ không không rõ ràng chính mình lúc nào đắc tội Lý Tĩnh, nhưng Lý Tĩnh không buông tha công kích, nhưng cũng chọc giận hắn, chỉ thấy ngộ không trong tay kim quang lóe lên, như ý kim cô bỗng hóa thành một cây kình thiên chi trụ, hướng về phía Lý Tỉnh chính là một đập, Lý Tĩnh mặc dù cũng có thái ức kim tiên tu vi, nhưng đối mặt ngộ không cái này thế đại lực trầm nhất kích, vẫn là bị nện phải tiên quan tan rã lùi lại ra cách xa mấy chục dặm chúng thiên tướng bố thiên la địa võng trận đem hoa quả sơn tất cả yêu hầu toàn bộ đánh giết lý tĩnh đã lén bị ăn thiệt thòi thở hổn hển hạ lệnh thiên binh thiên tướng bố trí xuống thiên la địa võng lấy lôi hỏa cương phong dội rửa hoa quả sơn nhìn thấy hướng về hoa quả sơn rơi xuống đủ loại thiên tai tôn ngộ không nổi giận hắn không muốn chính mình nhiều lần nhượng bộ lại vẫn là không cách nào thay đổi hoa quả sơn chúng khỉ kết quả. Hô, ngay tại tôn ngộ không chuẩn bị liều lĩnh buông tay chém giết thời điểm, hướng về hoa quả sơn lôi hỏa, cương phong đột nhiên tiêu thất, một cái chân đạp phong hỏa luân thiếu niên cầm trong tay một lá cờ, xuất hiện ở ngộ không trước người. Na tra, tôn ngộ không liếc mắt nhìn na tra cờ xí trong tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Na tra hướng về phía tôn ngộ không nói, phụng ngọc đế ý chỉ, mang ngươi trở về thiên đình vấn tội. Na tra, ngươi làm gì? gặp na tra lấy pháp bảo thu thiên binh thiên tướng dùng trận pháp ngưng tụ pháp thuật lý tĩnh giận tím mặt chỉ vào na tra quát lớn na tra không sợ chút nào phụ thân của mình trầm giọng nói ngày bệ hạ ý chỉ là để chúng ta mang cái con khỉ này trở về bây giờ hắn đã bỏ đi chống cự ngươi vì sao còn phải hạ lệnh công kích hắn còn muốn đồ cả tòa hoa quả sơn làm càng na tra ngươi dám vi phạm quân lệnh lý tĩnh vỗ vỗ linh lung bảo tháp ánh mắt bên trong tản mát ra hàng quang na tra trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi tự hồ hết sức e ngại linh lung bảo tháp, nhưng vẫn là kiên định đứng ở ngộ không trước người. Ta phụng chính là mệnh lệnh của bệ hạ. Na Tra Dơ trong tay tụ tiên kỳ nói, đây là hạ giới lúc, vương mẫu nương nương vụng trộn giao cho Na tiên thiên linh bảo, chuyên môn khắc chế linh lung bảo tháp, dường như là đã sớm liệu đến sẽ xảy ra chuyện như thế một dạng. Cặp Na có tiên thiên linh bảo tụ tiên kỳ nơi tay, lý tĩnh chỉ có thể làm thôi, hạ lệnh thu binh hồi thiên, đỉnh đầu mây đen tán đi, thiên binh thiên tướng biến mất. Na Tra liếc mắt nhìn ngộ không, vấn đạo, ngươi là cùng ta cùng nhau trở về, vẫn là mình trở về. Tô ngộ không liếc mắt nhìn hoa quả sơn, nói, để chờ ta một chút, ta lập tức trở về với ngươi. Nói xong, ngộ không hóa thành một vệt kim quang, về tới hoa quả sơn, nhưng khi hắn hỏi thăm cái kia lão khỉ cùng độc giác quỷ vương lúc, hoa quả sơn tất cả con khỉ đều lắc đầu liên tục, xưng chưa từng có hai người này tồn tại, không tồn tại sao, tô ngộ không nhìn xem bồng bền đại kỳ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn phát hiện, Vốn cho là cùng Thái Thanh cung thần bí lão đạo đạt tới hiệp nghị sau, liền có thể an tâm tu hành ý nghĩ thực sự quá ngây thơ rồi. Chính mình, như cũ còn ở lại chỗ này cái trong cục, tính toán chính mình, cũng không phải nào đó một phương thế lực, Thiên Đình, Phật môn, lão tôn ta mặc kệ các ngươi là ai trong bóng tối tính toán ta, một ngày nào đó, lão tôn ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Tô Ngộ không hai mắt nhắm nghiền phía trước, cố nén trong lòng ngực phẫn nộ, hắn biết mình thực lực còn chưa đủ đánh bại những cái kia tính toán mình gia hỏa cho nên hắn đành phải nhẫn nại tất nhiên lão tôn ta đã đáp ứng giúp các ngươi hoàn thành phật pháp đông truyền nhiệm vụ các ngươi hay là không muốn buông tha lão tôn ta như vậy cũng đừng trách lão tôn ta quấy các ngươi cái gọi là kế hoạch phật môn đại hưng phật pháp đông truyền lão tôn ta để các ngươi biết không phải tất cả mọi người đều biết dựa theo sắp xếp của các ngươi làm việc tôn ngộ không trấn an hoa quả sơn chúng khỉ một phen sau đi theo na tra quay trở về thiên đình lăng tiêu điện phía trước tôn ngộ không khoanh tay mà đứng đối mặt trong điện chúng tiên trách cứ không sợ hãi chút nào tôn ngộ không người thân là thiên tướng tự mình hạ giới thì cũng thôi đi vì cái gì còn dám tự phong làm tề thiên đại thánh ngọc đế lãnh đạm nhìn qua ngộ không thanh âm bên trong nghe không ra bất kỳ cảm tình tu ngộ không nhìn thẳng ngọc đế nói lão tôn ta nếu nói đây không phải ta bản ý ngươi có thế tin tưởng làm càng ngươi cái này con khỉ nga ngược sao dám đối với bệ hạ vô lễ lý tỉnh gặp ngộ không vô lễ trước tiên mở miệng quát lớn ngọc đế cũng không sinh khí mà là nghiêm túc hồi đáp Ê đã ngươi nói không phải bản ý của ngươi, cái kia trẫm hỏi ngươi, bản ý của ngươi, lại là cái gì, tự do tự tại, tôn ngộ không hồi đáp, kể từ xem xong tây du ký sau, trong lòng của hắn đối với tự do liền tràn đầy khát vọng, hắn không muốn nhân sinh của mình bị người bên ngoài kế hoạch, mà chính mình chỉ có thể giống như như con rối, dựa theo người khác thiết lập sẵn quỷ tích, làm từng bước biến thành một cái khôi lỗi, tự do tự tại, ha 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 ha, tôn ngộ không, đã ngươi đã dựng lên tề thiên đại thánh cờ xí, cái kia trẫm coi như thật phong ngươi cái tề thiên đại thánh, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Đình Tề Thiên Đại Thánh, địa vị gần như chỉ ở Tam Thanh, Lục Ngự phía dưới, Ngọc Đế phá lên cười, hắn lấy ra một đạo Thiên Đạo pháp tắc, trên viết Tề Thiên Đại Thánh bốn cái tiên truyện, thứ 23 chương điều tra danh sách, Ngọc Đế sắc phong Ngộ không vì Tề Thiên Đại Thánh, địa vị gần với Tam Thanh, Lục Ngự, mệnh lệnh này một khi truyền ra, toàn bộ Thiên Đình cũng vì đó chấn động, Thiên Đình xem như thống ngự tam giới chi chủ, cho tới nay đều lấy Lục Ngự làm chủ, phân biệt chấp chưởng thiên giới địa tiên giới cùng minh giới địa phủ, mà tại lục ngự phía dưới, còn có ngũ phương ngũ lão, chư thiên tinh quân các loại, mà tôn ngộ không, nguyên bản một cái cửu phẩm thiên tướng, tại thiên tướng bên trong đều ở vào thấp nhất tầng thứ, bây giờ lập tức trở thành gần với lục ngự tồn tại, cái này làm sao không để chúng tiên chấn kinh, bất quá ngọc đế dù sao cũng là tam giới chi chủ, mệnh lệnh một chút, tất nhiên là không có sửa đổi có thể, cứ như vậy, tôn ngộ không trở thành thiên đình tề thiên đại thánh, mặc dù không có thực tế quyền lợi, nhưng ở địa vị, đã có thể được xem là chư thiên tôn quý nhất tồn tại một trong quan tinh cát thiên đình nơi thần bí nhất một trong ngọc đế đứng tại quan tinh cát phía trước nhìn chăm chú chư thiên đầy sao bệ hạ ngài gia phong linh minh thạch hầu vì tề thiên đại thánh cử động lần này chắc chắn gây nên phật môn chú ý thái bạch kim tinh xuất hiện ở ngọc đế sau lưng ánh mắt ngưng trọng trẫm chính là tam giới chi chủ cái kia linh minh thạch hầu tam thanh có thể lôi kéo phật môn có thể lôi kéo trẫm chẳng lẽ liền không thể lôi kéo được ngọc đế ngữ khí lãnh đạm nói lời vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt đại biến, bệ hạ, nói cẩn thận, Thái Bạch Kim Tinh biết rõ Ngọc Đế mặc dù là tam giới chi chủ, nhưng Tam Thanh dù sao cũng là thánh nhân, cho dù chân thân tự phong thần sau đó liền cũng không còn tại tam giới hiện ra, nhưng thánh nhân Thủy chung là thánh nhân, không thể ổn bàn bạc, quá trắng, trẫm nghe thiên bồng bị người mưu hại, không chỉ có luân hồi thất bại, còn bị đã thương chân linh, chuyện này, người có thế âm thầm điều tra, Ngọc Đế tự nhiên biết rõ thánh nhân chi uy, hắn trầm mặt một hồi, nghĩ tới thiên bồng bị tập tiếp một chuyện, thế là mở miệng phân phó nói thần tuân chỉ thái bạch kim tinh lĩnh mệnh xem như thiên đình lão thần hắn đối với thiên bồng bị tập kích sự tình sớm đã có hoài nghi bây giờ được ngọc đế chi mệnh tự nhiên sẽ đi điều tra tin tường cùng lúc đó trở thành tề thiên đại thánh tôn ngộ không cũng tại điều tra thiên bồng chuyện gặp tập kích tình cái gì dực thánh chân quân bị thương đang lúc bế quan chữa thương tôn ngộ không đi tới dực thánh thật quân phủ vốn là muốn hỏi thăm hắn phải chăng tìm được đầu hàng trư bát giới người manh mối Kết quả không nghĩ tới Dực Thánh Chân Quân Thế mà thụ thương bế quan, Dực Thánh Chân Quân đệ tử biết Ngộ Không chính là mới nhậm chức Tề Thiên Đại Thánh, cũng không có dấu diếm, gặp Ngộ Không đặt câu hỏi, liền đem Dực Thánh Chân Quân bị tập kích một chuyện cặn kẻ cáo tri Ngộ Không. Nguyên lai, like, ngày đó Dực Thánh Chân Quân khi biết đánh lén Trư Bát Giới người có thể đến từ Thiên Đình sau, liền vội vã trở về Thiên Đình, tìm được Tứ Đại Thiên Vương yêu cầu ra vào Thiên Đình thần tiên danh sách, khi lấy được danh sách sau, Dực Thánh Chân Quân liền đối với này triển khai điều tra nhưng ngay tại hắn vừa mới bắt đầu điều tra không lâu liền tại thiên hà bên trong bị đánh lén suýt nữa bị đánh thần hồn câu diệt may mắn lúc đó gặp tuần sát thiên đình na tra tam thái tử lúc này mới sợ chạy đánh lén giật thánh chân quân người đem hắn cứu được trở về giật thánh chân quân bây giờ thế nào tôn ngộ không quan tâm hỏi hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người kia không chỉ có dám đánh lén lão trư liền có thần chức trong người giật thánh chân quân hắn cũng dám đánh lén nhà ta sư phụ tạm thời phong bế lục thức đang tại tự động khôi phục đại khái trăm năm thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiên tướng hồi đáp, biết được dực thánh chân quân muốn một khoảng trăm năm mới có thế xuất quan, ngộ không không khỏi lông mày nhíu một cái, một trăm năm, hắn có thế chờ không nổi, thôi, chờ ngươi nhà chân quân tỉnh, nhớ kỹ phái người thông tri lão tôn ta, tôn ngộ không nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tự mình đi điều tra chuyện này, là, đại thánh yên tâm, ngộ không rời đi dực thánh thật quân phủ, thẳng đến nam thi môn mà đi, hắn quyết định dựa theo dực thánh chân quân phương pháp, muốn tìm nam thiên môn muốn tới ra vào thiên môn thần tiên danh sách, tiếp đó dần dần điều tra, tô ngộ không xuất hiện ở nam thiên môn, thủ vệ thiên binh thiên tướng thấy là mới nhậm chức tề thiên đại thánh, không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, chúng ta bái kiến đại thánh, thủ vệ thiên tướng kho mình hành lễ, hắn đối với cái này mới nhậm chức tề thiên đại thánh hết sức tò mò, dù sao, có thể lấy tề thiên làm hiệu, cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được, lão tôn ta này tới là muốn nhìn một chút những năm gần đây thần tiên ra vào nam thiên môn danh sách. Tô Ngộ không nói rõ ý đồ đến, thiên tướng nghe vậy, có chút chần chờ, nói, ngày hồi bẩm đại thánh, thần tiên này ra vào danh sách, chính là thiên đình cơ mật, ngài, lão tôn ta chính là tề thiên đại thánh, địa vị gần như chỉ ở tam thanh, lục ngự phía dưới, chẳng lẽ cái này khu khu một phần danh sách, lão tôn ta còn không nhìn nổi, Tô Ngộ không nghe vậy, trong mắt hơi hiếp, ngữ khí trở nên có chút băng lãnh, cái này, còn xin đại thánh chớ có khó xử tiểu nhân. Thiên tướng có chút khó khăn, mặc dù ngộ không tề Thiên Đại Thánh tên tuổi đích xác dọa người, nhưng hôm nay đem trực thuộc ở tứ đại thiên vương, không có tứ đại thiên vương mệnh lệnh, như thế nào dám đem danh sách giao cho ngộ không? Hừ, hôm nay tên này sách, lão tôn còn thì nhìn định rồi, ngươi là trực tiếp đem danh sách giao ra, vẫn là để lão tôn ta đánh ngươi một trận, sau đó lại giao ra danh sách, tôn ngộ không biết, tại Phật pháp đông truyền phía trước, thiên đình là sẽ không quá mức làm khó mình, dứt khoát cũng không lại cố kỵ. Một cái nắm chặt thiên tướng y giáp, lạnh giọng nói, ha 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 đại thánh bớt giận, đại thánh bớt giận, đúng lúc này, tứ đại thiên vương chạy tới, bọn hắn mỉm cười nhìn xem mộ không, phất tay ra hiệu chúng thiên binh thiên tướng lui ra, tô ngộ không gặp chính chủ tới, cũng sẽ không khó xử thiên tướng kia, nhẹ nhàng đẩy ra thiên tướng, hướng về phía tứ đại thiên vương chấp tay, nói, về tứ đại thiên vương, lão tôn ta giá sương hữu lễ, đại thánh, ý đồ của ngươi chúng ta đã biết, đây cũng là ngươi muốn danh sách, chỉ là danh sách chính là thiên đình cơ mật, ngươi chỉ có thể ở đây quan sát, lại cũng không đem hắn mang đi, tứ đại thiên vương một trong ma lễ thanh trong tay xuất hiện một bản tản ra tiên quan sổ đưa nó đưa cho ngộ không tôn ngộ không tiếp nhận sổ cảm kích nở nụ cười tiếp đó lật ra sổ cẩn thận liếc nhìn từ thiên bồng hạ giới sau ly khai thiên đình thần tiên hỏa đức tinh quân thái bạch kim tinh kim diệu tinh quân đông hoa thượng tiên trương thiên sư tôn ngộ không nhìn xem trong tay danh sách lông mày càng nhíu càng chặt bởi vì tên này sách bên trong xuất hiện thần tiên hắn phần lớn cũng không nhận ra rất nhiều tên liền Tây Du Ký bên trong đều chưa từng ghi chép. Ma Lễ Thanh nhìn xem cho mày ngộ không, vừa cười vừa nói, Đại Thánh, Nam Thiên Môn chính là thiên giới cùng địa tiên giới đường phải đi qua, mỗi ngày đều có thần tiên ra vào, chính là có phụng chỉ hạ giới, có, nhưng là ra ngoài du lịch, một cái hạ giới, chính là mấy trăm năm cũng là có, ngoại trừ Nam Thiên Môn bên ngoài, nhưng còn có cái khác thông đạo có thể đi tới địa tiên giới, công ngộ không khép lại danh sách, từ danh sách bên trong, hắn xem không xảy ra vấn đề gì mỗi một cái thần tiên hạ giới lý do đều rất hợp lý, để hắn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Ma Lễ Thanh lắc đầu, nói, trời thiên đình tổng cộng có bốn đạo thiên môn, Nam thiên môn kết nối lấy địa tiên giới, trời đông môn kết nối lấy vô ngân tinh không, Bắc thiên môn liên tiếp chính là một đầu vực ngoại thông đạo, đến nỗi tây thiên môn, nó thông hướng, là quy khư, thứ 24 chương chỉ dẫn, vô ngân tinh không, vực ngoại thông đạo, quy khư, đó là chút địa phương nào. Tôn Ngộ không lần đầu tiên nghe nói ngoại trừ địa tiên giới tứ đại bộ châu bên ngoài chỗ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hiếu kỳ, ma lễ thanh nói những địa phương này đều không phải là cái gì đất lành, chỉ có tu vi đến đại la kim tiên mới có thể cam đoan tại những địa phương này còn sống sót. A à, nguy hiểm như vậy, tu ngộ không nháy nháy mắt, càng là địa phương nguy hiểm, hắn liền càng thấy được có ý tứ. Ma lễ thanh nhìn ra ngộ không ý tứ, vội vàng khuyên: ngay đại thánh cũng không thể làm ẩu, những địa phương kia đều không phải là người ta những thứ này đại la trở xuống thần tiên có thể đến gần. Lại nói cái kia ba đạo thiên môn ngày bình thường cũng không mở ra cho dù ngươi muốn đi cái kia ba cái địa phương xem sợ là cũng không cách nào cưỡng ép xuyên qua cái kia ba đạo thiên môn a à, thì ra là thế yên tâm đi lão tôn ta hiểu tôn ngộ không gật đầu một cái liên quan tới mặt khác ba đạo thiên môn cho dù là tại tây du ký bên trong hắn cũng chưa từng nhìn thấy một chút ghi chép từ cũng không dám khinh thường cái kia ba đạo thiên môn danh sách lão tôn ta đã xem xong tứ đại thiên vương đa tạ đa tạ tôn ngộ không đem danh sách trả lại cho tứ đại thiên vương nói lời cảm tạ sau đó ngã nhào một cái biến mất ở nam thiên môn đại ca chúng ta đem tên này sách cho cái con khỉ này nhìn sẽ không xảy ra chuyện a à? cặp ngộ không đi xa đa văn thiên vương ma lễ hồng nhịn không được có chút lo lắng nói ma lễ thanh nghe vậy cười nhạt một tiếng nói hắn là ngọc đế sắc phong tề thiên đại thánh chúng ta chỉ là bốn cái giữ cửa thiên tướng hắn muốn lấy chẳng lẽ chúng ta còn có thể không theo không thành đến nỗi xảy ra chuyện đó cùng chúng ta có quan hệ gì ma lễ hồng bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau phá lên cười. Chính như Ma Lễ Hồng nói tới, bọn hắn cái gọi là tứ đại thiên vương, bất quá chỉ là bốn cái trong coi nam thiên môn thiên tướng thôi, thực lực địa vị cũng không bằng con khỉ kia, tự nhiên cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Chuyện này, chính là bị Ngọc Đế biết, cái kia cũng không trách được bọn hắn trên đầu, lão tôn ta nên từ chỗ nào ra được đâu, tôn ngộ không về tới đại thánh phủ, nhìn danh sách sau. Hắn mặc dù biết ra vào thiên đình thần tiên tên, nhưng muốn từ trong tìm ra ám toán trư bát giới người, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra, ta hẳn là trước tiên cùng cái kia thiên đình chúng tiên thân quen tất, mới có thể từ trong tìm được ám hại lão trư người. Suy tư hồi lâu sau, ngộ không quyết định, trước tiên triệt để làm quen một chút thiên đình, sau đó lại từ trong tìm ra ám hại trư bát giới cái kia thần tiên. Những ngày tiếp theo, ngộ không lấy thăm bạn danh nghĩa, bốn phía kết giao thiên đình chúng tiên, thông qua cùng chúng tiên giao lưu. Ngộ không cũng dần dần biết rõ thiên đình cấu tạo, toàn bộ thiên đình, cũng không phải là ngọc đế một nhà độc quyền, mà là chỉnh thể chia làm năm cổ thế lực. Cái này thứ một thế lực, tự nhiên là chấp trưởng phong thần bản Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chính là Ngọc Đế, hắn nắm giữ phong thần bản, có thể trưởng khống phong thần bản bên trên chư thần, là trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Cổ thứ hai thế lực, nhưng là lấy đổ mẫu nguyên quân cầm đầu tiệt giáo thế lực, cái này nữ tiên lai lịch ngộ không đồng thời không rõ ràng, chỉ biết là thiên đình bên trong tất cả tiệt giáo xuất thân thần tiên, đều nghe mệnh nơi này người. Cổ thế lực thứ ba, chính là xiển giáo thế lực, xiển giáo thế lực thủ lĩnh tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, người này lại xưng đông cực thanh hoa đại đế, chính là thiên đình lục ngự một trong, thiên đình đại bộ phận xiển giáo đệ tử đều nghe mệnh nơi này người, đệ tứ cổ thế lực, đến từ thượng cổ thiên đình hủy diệt sau, quy hàng tại mới thiên đình yêu thần thế lực, nhóm này thượng cổ yêu thần, phân biệt tôn câu trần đại đế cùng tử vi đại đế làm chủ, mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng thực lực lại không hề yếu tại còn lại mấy cổ thế lực, hơn nữa cùng nhân giáo, xiển giáo đều có quan hệ, đệ ngũ cổ thế lực, thì lại đến từ tại giao trì, cũng chính là vương mẫu nương nương, nàng chính là tam giới nữ tiên đứng đầu, thực lực cao thâm mạc trắc, hắn dưới trướng nữ tiên cũng nhiều có cường giả, nghĩ không ra thiên đình này bên trong thế mà cất giấu nhiều như vậy phe phái, xem ra ám hại lão trư người, hẳn là những thứ này phe phái bên trong một cái nào đó, tôn ngộ không ngồi sổn trên mặt đất, hắn hỏi tham ra những thứ này phe phái, tại thiên đình đều không phải là bí mật gì, mà trong đó phải chăng còn cất giấu càng nhiều phe phái, cũng không phải là hắn có thể dễ dàng đánh nghe được, suy tư sau một hồi lâu, ngộ không đứng dậy, chuẩn bị từ danh sách bên trong, xuất từ tử vi đại đế môn hạ thần tiên ra được, quá trắng, con khỉ kia gần nhất đang làm cái gì, lăng tiêu điện, ngọc đế mở to mắt, nhìn về phía thái bạch kim tinh, thái bạch kim tinh cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, tôn ngộ không gần nhất tại thiên giới bốn phía thăm bạn, gặp người tất cả xưng huynh đệ, tuần tự làm quen không thiếu tiên thần, ngọc đế nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, nói, cái này con khỉ, ngược lại là cùng những cái kia tiệt giáo tiên giống nhau y hệt, quá trắng, tất nhiên hắn ưa thích giao hữu, liền nhiều giới thiệu vài bằng hữu cho hắn nhận biết, nhất là những cái kia trọng tình nhất ý tiệp giáo tiên nhân. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế, nhìn thấy, lại là một mảnh thâm thúy, thần, tuân chỉ, Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu, cung kính nói, Đại Thánh, Đại Thánh, hôm nay, Tôn Ngộ không đang chuẩn bị đi điều tra đánh lén trư bát giới người, kết quả mới ra Đại Thánh Phủ không lâu, liền bị một thanh âm gọi lại, Ngộ không nhìn lại, nhận ra người tới. Nguyên lai là bồng lai đảo thọ tiên, lão thọ tinh, ngươi gọi lão tôn ta chuyện gì a à? tôn ngộ không hướng về thọ tiên khoát tay áo cười vấn đạo cái này thọ tiên cũng là hắn gần nhất làm quen một vị thần tiên thọ tiên đạp tường vân bay đến ngộ không bên cạnh nói người ta đi ngang qua nơi đây vừa hay nhìn thấy đại thánh bởi vậy đến đây một lần a à, lão thọ tin ngươi ngày bình thường không phải không thường ra môn hôm nay sao liền đi ra đi lại đâu tôn ngộ không nháy nháy mắt hắn đối với cái này nhìn hòa ái dễ gần lão đạo sĩ cũng không hảo cảm quá lớn bởi vì hắn luôn cảm giác đạo nhân này mười phần đạo đức giả thọ tiên cười nói trẻ cái này không nghe nói tài thần triệu công minh đạo hữu tin tức linh thông ta vừa vặn có một cái không hiểu sự tình cho nên chuẩn bị tiến đến tìm kiếm triệu công minh đạo hữu hỏi thăm tất cá triệu công minh tài thần đúng lúc lão tôn ta cũng không có chỗ đi không bằng hai chúng ta cùng đi như thế nào ngộ không văn lời nhãn tình sáng lên không có chút nào chú ý tới thọ tiên nhãn bên trong cái kia vút qua nụ cười dễ nói dễ nói có đại thánh cùng đi thật là bần đạo vinh hạnh. Thọ tiên cười ha ha một tiếng, lúc này biểu thị ra đồng ý. Hai người cùng nhau hướng về tài thần tiên để bay đi. Ngay tại sắp đến tài thần tiên để thời điểm, thọ tiên đột nhiên vỗ đầu một cái, một mặt ảo não. Lão thọ tin, ngươi làm sao, tôn ngộ không dừng bước, tò mò hỏi. Thọ tiên cười khổ nói, đại thánh, xem ra lần này ta không thể cùng ngươi cùng nhau đi bái phỏng triệu công minh đạo hữu. Ta đột nhiên nghĩ tới một việc, chỉ sợ cần trì hoãn cái 10 ngày nửa tháng. Cho nên, lão thọ tin, đã ngươi còn có việc, vậy liền đi làm việc đi, lão tôn ta chính mình đi bái phỏng cái kia triệu tài thần chính là, tôn ngộ không trồng mắt hơi hiếp, chẳng hề để ý nói, như thế cái kia bần đạo liền đi trước một bước, thọ tiên khoát tay áo, đạp tường vân vội vã rời đi, đợi đến thọ tiên thân ảnh biến mất, tôn ngộ không nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, lão gia hỏa này đem lão tôn ta dẫn tới ở đây, cũng không biết mang tâm tư gì, bất quá, cái này triệu công minh thật lớn danh tiếng, nói không chừng ngược lại là thật có thể từ hắn ở đây thăm dò được một ít chuyện. Thứ 25 chương tử vi thiên, huyền đàn chân quân đại nhân, tề thiên đại thánh tôn ngộ không cầu kiến, tài thần điện, một cái đạo đồng đi tới triệu công minh bên cạnh, cung kính thanh âm, triệu công minh, tiệt giáo đệ tử, sớm tại phong thần chi chiến lúc, cũng đã đứng hàng đại la kim tiên, phong thần sau, mặc dù tu vi không cách nào tinh tiến, nhưng triệu công minh đạo hạnh lại là càng ngày càng cao thâm, tôn ngộ không, cái kia con kỹ gần nhất ngược lại là náo động lên không nhỏ động tĩnh để hắn vào đi. Triệu công minh nghe tôn ngộ không cầu kiến, không khỏi lộ ra một nụ cười, đối với cái này đông thắng thần châu khí vận chi tử, hắn cũng rất là tò mò. Tôn ngộ không đi theo đạo đồng tiến nhập tài thần điện, thấy được có tài thần danh xưng triệu công minh. Triệu công minh vì thiên đình tám bộ một trong tài bộ chính thần đứng đầu, địa vị sùng bái, tôn ngộ không mặc dù cũng là tề thiên đại thánh, phẩm trật cũng không thấp hơn triệu công minh, nhưng như triệu công minh bực này cao nhân, từ cũng sẽ không đem cái này cái gọi là tề thiên đại thánh quá mức để vào mắt, gặp mặt sau, song phương đều đang quan sát đối phương, Tôn ngộ không nguyên bản đối với cái này cái gọi là tài thần xem thường, nhưng khi hắn chân chính cảm nhận được triệu công minh trên thân cái kia cao thâm mặt trắc khí tức sau, trong lòng hay không từ một kinh, lão đạo này, không đơn giản, tôn ngộ không thầm mỹ trong lòng, không khỏi thu hồi lòng kinh thường, vội vàng chấp tay nói, ngày lão tôn ta nghe qua triệu chân quân đại danh, hôm nay rảnh rỗi, chuyên tới để bái phỏng, triệu công minh nghe vậy, cười nói, Ngày bần đạo cũng nghe qua tề thiên đại thánh chi danh, biết đại thánh tinh nghịch, hôm nay gặp mặt, có biết truyền ngôn không thật, khụ khụ, lão tôn ta từ trước đến nay biết lễ, chân quân chớ có dễ tin người bên ngoài nói bậy, tôn ngộ không hơi có vẻ lúng túng, tại thu được tây du ký phía trước, hắn đích xác tự xưng là thực lực cao thâm, có chút tự phụ, bất quá theo hắn thu liễm trong lòng kiêu căng chi tâm, cũng dần dần cảm nhận được tam giới cao nhân cường đại, tính cách chậm rãi cũng biến thành bình thản trước kia ngộ không vốn là cái kim tốn chi khỉ, tại bái sư phương thống sơn phía trước chính là bị người mắng cũng không để ý bị người đánh cũng không hoàn thủ về sau bái sư học nghệ sau đó bởi vì có lực lượng cường đại phẩm tính mới trở nên cuồng vọng cặp ngộ không khiêm tốn triệu công minh đối với hắn cũng không có bài xích tâm tư một người một khỉ cùng ngồi đàm đạo rất nhanh ngộ không liền đắm chìm trong triệu công minh cao thâm đạo pháp bên trong triệu công minh cảnh giới cao hơn ngộ không lại suất từ đạo môn chính thống một trong tiệt giáo tại hắn chỉ điểm phía dưới ngộ không được ích lợi không nhỏ nguyên bản vốn đã hướng tới viên mãn càng kim chi đạo cũng có thể thêm gần một bước. Ông, tô ngộ không nhắm mắt lại, quanh thân kim quang nở rộ, một cổ không hiểu uy áp phát ra, mơ hồ có thể thấy được khí vận trường hà tại ngộ không đỉnh đầu di động. Chân quân, đây là, bốn bóng người cảm nhận được ngộ không động tĩnh liên miên mà tới, bốn người này, chính là triệu công minh dưới trướng bốn cái tài bộ thần linh, chư bảo thiên tôn tiêu thăng, nạp trân thiên tôn tào bảo chiêu tài sứ giả đặng cửu công cùng lợi nhuận tiên quan diêu thiếu ti bốn người này cũng là phong thần bản sắc phong chi thần bất quá bọn hắn đa số tán tu địa vị tự nhiên không cách nào cùng triệu công minh so sánh bởi vậy một mực chịu triệu công minh cai quản triệu công minh khoát tay áo ra hiệu bốn thần không nên quấy rầy ngộ không chân quân này khỉ chẳng lẽ chính là ngọc đế gần nhất sắc phong tề thiên đại thánh tào bảo nhìn xem kim quan lóng lánh ngộ không tâm niệm khẽ động nghĩ tới cái kia gần nhất ở thiên đình bên trong danh tiếng không nhỏ linh minh thạch hầu triệu công minh gật đầu một cái nói ở đây là này khỉ cái này con khỉ xuất thân bất phàm người mang phật đạo hai nhà chi dài sau này thành tựu không thể đo lường a, không thể đo lường. Bốn thần biết triệu công minh chính là cao ngạo người, chính là phương tây nhiên đăng cổ phật cũng chưa từng để vào mắt, có thể được hắn xưng là không thể đo lường, có thể thấy được mộ không thiên phú nội tình, làm sẽ không thua những cái kia tiên thiên thần linh, làm tôn ngộ không từ đốn ngộ bên trong kinh lúc tỉnh, đã là sau 10 ngày, thời gian 10 ngày, để hắn càng kim chi đạo càng viên mãn, đã tiếp cận hoàng mỹ, chỉ kém một cơ hội, liền có thể triệt để trưởng khống càng kim chi đạo, tiến giai đại la, trở thành cái kia vĩnh sinh bất diệt, thọ nguyên vô tận đại la kim tiên, đa tạ chân quân chỉ điểm, tôn ngộ không mở to mắt, hướng về phía đã nhắm mắt chợp mắt triệu công minh thi lễ một cái, triệu công minh khẽ gật đầu, nói, ngày đại thánh hảo ngộ tính, đáng tiếc, như thầy ta còn tại tam giới, có lẽ có thể đem ngươi dẫn vào ta giáo môn hạ, chân quân cũng có sư phụ, tôn ngộ không nghe vậy, tò mò hỏi, triệu công minh thực lực đã cao thâm như vậy, cái kia sư phụ của hắn, lại nên là tồn tại ra sao, triệu công minh lắc đầu không nói, Đối với cái này tự hồ cũng không nguyện ý làm ra trả lời, Công Ngộ không thấy thế, biết Triệu Công Minh không nguyện ý trả lời, cũng không hỏi tới nữa, mà là hỏi tới Trư Bát giới sự tình, ngươi muốn biết Thiên Bồng sự tình, cần gì phải bỏ gần tìm xa? Triệu Công Minh nghe Ngộ không là muốn biết Thiên Bồng chuyện trước kia giấu vết, không khỏi mỉm cười nói, bỏ gần tìm xa, Công Ngộ không khẽ giật mình, tự hồ có chút không hiểu, Triệu Công Minh chậm rãi nói, Thiên Bồng từng vì bắt cực một trong tứ thánh, chính là Tử Vi Đại Đế dưới trướng tứ đại hộ pháp ngươi muốn biết sự tích của hắn, sao không đi tử vi thiên, tôn ngộ không lập tức tỉnh ngộ, cho tới nay, hắn đều ở trung ương Ngọc Hoàng Thiên tìm kiếm manh mối, lại là quên thiên bồng nguyên bản cũng không phải là Ngọc Hoàng Thiên thần linh, mà là một phần của tử vi đại đế bắc cực tử vi thiên vực, đa tại chân quân chỉ điểm, lão tôn ta hiểu rồi, tôn ngộ không cáo biệt triệu công minh, thẳng đến bắc cực mà đi, hắn muốn biết là người phương nào ám toán thiên bồng, liền cần biết thiên bồng trước đó đến tột cùng cùng người nào kết thù kết oán. đáp án này, có thể giúp hắn tìm được chân chính ám toán trư bát giới người thân phận, lục ngự phân trị, lấy họa chi đạo, đợi đến ngộ không sau khi đi, triệu công minh trên mặt lộ ra một vòng dẻo cợt, cũng không biết hắn là đang cười ngộ không, vẫn là tại cười người bên ngoài, bẩm bệ hạ, tôn ngộ không tại gặp qua triệu công minh sau, liền đi bắt cực tử vi thiên, tự hồ là tìm được đầu mối gì, cùng lúc đó, Ngọc Đế cũng từ Thái Bạch Kim Tinh trong miệng biết lĩnh ngộ trống không hành trình, đi tử vi thiên. Rất tốt, vừa vặn có thể để tử vi đại đế gặp một lần chúng ta thiên đình tề thiên đại thánh. Ngọc đế nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười. Tử vi thiên, lại tên bắt cực tử vi tinh vực, chính là từ vô số ngôi sao tạo thành thế giới. Cùng Ngọc Hoàng đại đế Ngọc Hoàng thiên mặc dù cùng thuộc thiên giới tam thập tam thiên, nhưng lại khác biệt quá nhiều. Hảo một mảnh mỹ lệ tinh không, tô ngộ không nhìn xem tử vi thiên lóa mắt tử quan nhưng không được lộ ra một tia sợ hãi tháng phục người nào dám can đảm nhìn trộn tử vi thiên đình hai thân ảnh xuất hiện tại ngộ không trước người hai người một béo một gầy, một cao một thấp, mặc dù mặt trên người thiên đình chiến giáp, nhưng cũng cùng ngộ không tại thiên đình nhìn thấy những cái kia thiên binh thiên tướng hoàn toàn khác biệt. Lão tôn ta chính là ngọc đế thân phong tề thiên đại thánh tôn ngộ không, các ngươi là người phương nào, vì cái gì ngăn đón ta đường đi. Tôn ngộ không chỉ vào hai người vấn đạo, hắn nhìn ra hai người này hẳn là tử vi thiên thiên tướng. Chỉ là thực lực giống như muốn so thiên đình những cái kia thiên tướng cao hơn không thiếu. Nguyên lai là tôn đại thánh A, chúng ta chính là chân vũ đại đế dưới trướng quy, xà nhị tướng phụng mệnh tuần sát các đại tinh vực. Hai người nghe vậy, thu liễm địch ý, tự giới thiệu, nguyên lai là chân vũ đại đế dưới quyền quy, xà nhị tướng, cái này nhị tướng lai lịch cũng không đơn giản, là thực sự võ đại đế chân chính tâm phúc biến thành. Thứ 26 chương ăn quả đáng ngộ không? Vừa tiến vào tử vi thiên, liền gặp chân vũ đại đế thuộc cấp, cái này khiến ngộ không hết sức cao hứng vội vàng đưa ra muốn bái kiến chân vũ đại đế thỉnh cầu nghe xong ngộ không muốn gặp chân vũ đại đế quy xà nhị tướng không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, quy tướng nói, e đại thánh, nếu là bình thường, ngươi muốn gặp đại đế tất nhiên là không có vấn đề, bất quá không khéo chính là, ngay tại hôm qua, tử vi đại đế triệu tập tử vi thiên tất cả tinh quân, thiên chủ, đi tới tử vi cung thôi diễn tử vi đấu sổ, ngươi bây giờ muốn gặp đại đế, sợ là không biết phải chờ bao lâu, cái gì, tôn ngộ không nghe xong tử vi đại đế triệu tập tất cả tinh quân, thiên chủ thôi diễn tử vi đấu sổ, không khỏi lông mày nhíu một cái, cái này tử vi đấu sổ, chính là đạo môn thôi diễn bí thuật, một khi bắt đầu, ít nhất cũng phải tiến hành cái 30, 50 năm, dài, thậm chí có thể đạt tới mấy trăm năm, nửa đường không thể bị người bên ngoài xáo trộn, tôn ngộ không tại phương thốn sơn lúc, đã từng gặp sư phụ của mình bồ đề tổ sư thi triển qua tử vi đấu sổ loại thuật pháp này tới thôi diễn thiên cơ, chỉ bất quá hắn trời sinh tính hiếu động, lại là không thích loại này ngay tại chỗ thôi diễn bí thuật, bởi vậy chưa từng tập được thuật này, không biết đại thánh tìm ta nhà đế quân chuyện gì nếu là bình thường việc nhỏ huynh đệ chúng ta cũng có thể làm chủ rắn đêm gặp ngộ không mặc lộ vẻ vẻ thất vọng vội vàng mở miệng nói ra làm làm chân vũ đại đế ngày xưa bàn ruột biến thành rắn đem mặc kệ là tu vi vẫn thân phận đều hết sức đặc thù lão tôn ta chỉ là muốn biết thiên bồng chuyện xưa cùng với hắn phải chăng có cái gì cừu gia tôn ngộ không nghe vậy trong lòng hơi động liền vội vàng đem thiên bồng hạ phàm luân hồi lúc tao ngộ đánh lén không cách nào chuyển thế sự tình cáo tri quy xà nhị tướng muốn cho bọn hắn tìm giúp manh mối thiên bồng nguyên soái từng vì bắt cực một trong tứ thánh bất quá về sau bởi vì đạo tâm bị hao tổn bị ngọc đế muốn đi làm thiên hà tổng binh thiên du cùng dực thánh chân quân cũng là lúc kia theo thiên bồng nguyên soái cùng một chỗ đi tới ngọc hoàng thiên quy xà nhị tướng lâu theo chân vũ đại đế mặc dù không biết quá xa xưa sự tình nhưng cũng biết một chút thiên bồng bí sự đó chính là thiên bồng nguyên vốn là bởi vì đạo tâm có thương mới từ tử vi thiên đi vào ngọc hoàng thiên mà thiên du cùng dực thánh hai vị chân quân cũng đi theo thiên bồng cùng nhau gia nhập Ngọc Hoàng Thiên, thì ra là thế, Tôn Ngộ không gật đầu một cái, bất quá khi hắn hỏi thăm đến Thiên Bồng phải chăng có cái gì cừu địch thời điểm, quy, xà nhị tướng lại ngay cả đạo không biết, các ngươi nếu biết Thiên Bồng từng chịu lối đi nhỏ thương, cái kia không biết các ngươi nhưng biết hắn tại sao lại chịu đạo thương, Tôn Ngộ không thấy hai người không biết Thiên Bồng cừu địch, liền hỏi lên liên quan tới đạo thương sự tình, quy, xà nhị tướng liếc nhau, trong mắt toàn bộ đều lóe lên thần sắc phức tạp, đại thánh, sắc trời đã tối, huynh để chúng ta hai người còn có giải quyết việc công liền cáo từ trước quy tướng chỉ chỉ đỉnh đầu đầy sao nói sau khi nói xong cùng rắn đem đồng thời hóa thành lưu quang hướng về phương xa lao đi kỳ quái nhìn xem nhị tướng rời đi thân ảnh ngộ không càng ngày càng cảm thấy thiên bồng chuyện này có thể không có trong mình tưởng tượng đơn giản như vậy tô ngộ không tại tử vi thiên đi dạo mười mấy ngày nhưng mà quả nhiên như quy xà nhị tướng lời nói các nơi tiên phủ chủ nhân tất cả đều bị tử vi đại đế triệu đi thôi diễn tử vi đấu sổ đi có thế tiếp đãi ngộ không cũng là một chút tu vi thấp kém tiên bộc đạo đồng thấy được không đến bất luận cái gì manh mối ngộ không không thể làm gì khác hơn là lại đi tìm quy xà nhị tướng nhưng mà cái này nhị tướng phản phất cũng đã biến mất đồng dạng mặc cho ngộ không như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới một cái tu vi mạnh hơn chân tiên tồn tại cố ý trốn tránh lão tôn ta sao tôn ngộ không đi tới tử vi trước cung đây là tử vi đại đế hành cung cũng là thiên đình nơi quan trọng nhất một trong tề thiên đại thánh tôn ngộ không cầu kiến tử vi đại đế tôn ngộ không gặp tử vi cung cửa cung đóng chặt trực tiếp lớn tiếng kêu cửa, Tử Vi cung không có bất kỳ cái gì đáp lại, phản phất cả tòa Tử Vi cung, ngay cả một cái người sống cũng không có một dạng, đáng giận, Tôn Ngộ không lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng, đang muốn phá cửa, đột nhiên nghĩ đến Tây Du Ký bên trong kết quả của mình, vô ý thức nhẫn nại xuống, thôi, thôi, Tôn Ngộ không thu hồi Như Ý Kim Cô Bổng, cuối cùng nhìn Tử Vi cung một mắt, tung người nhảy lên cân đổ vân, nghênh ngang rời đi, Tử Vi trong cung, một người mặc hoa lệ đế bào nam tử trung niên mỉm cười phản phất thấy được mộ không lúc rời đi bộ dáng tại nam tử trung niên bên cạnh ngồi xếp bằng hơn 200 tên tu vi cao sâu tiên thần một người trong đó rõ ràng là trước đây ra tay trấn áp thiên bồng lục bào tiên nhân mà tên của hắn liền kêu là chân vũ tôn ngộ không rời đi tử vi thiên quay trở về ngọc hoàng thiên thẳng đến thiên hà mà đi hắn đã nghĩ tới quy xà nhị tướng trong miệng cái kia cùng thiên bồng cùng một chỗ tiến vào ngọc hoàng thiên thiên du chân quân cùng dực thánh chân quân mặc dù dực thánh chân quân bởi vì thụ thương bế quan có thế thiên du chân quân lại không có xảy ra chuyện ngược lại là thay thế thiên bồng trở thành thiên hà trưởng khống giả đại thánh đường xa mà đến các ngươi còn không mau lo pha trà thiên du phủ thiên du chân quân tiếp kiến ngộ không hai người đã sớm tại thiên bồng dẫn tiến hạ tương thức mặc dù chỉ rải rác vài mặt nhưng cũng đã có thể xem là quen biết tôn ngộ không ngồi ở bộ đoàn bên trên uống một ngụm thiên du ra lệnh đồng dân lên tiên trà mở miệng nói ra thiên du chân quân lão tôn ta lần này đến đây đại thánh uống trà, thiên du cắt đứt ngộ không mà nói, nâng lên trà hướng về phía ngộ không nói, tôn ngộ không nhíu mày, uống một hơi cạn trong chén tất cả nước trà, tiếp đó nhìn về phía thiên du chân quân, nói, thiên du, đại thánh ý đồ đến ta đã biết, nhưng ta đồng thời không có gì có thể nói cho đại thánh, thiên du chân quân lắc đầu, lập tức im lặng không nói, thiên du chân quân, thiên bồng coi ngươi là huynh đệ, bây giờ thiên bồng bị tập kích, giật thánh chân quân cũng bị đánh lén, ngươi làm huynh đệ, há có thể khoanh tay đứng nhìn, tôn ngộ không thấy thế, giận đứng lên tiến lên chỉ vào thiên du chân quân chất vấn thiên du chân quân nhướng mí mắt nhìn về phía ngộ không nói e đại thánh mời ngươi tự trọng ta cái này thiên hà thủy phủ cũng không phải ngươi tề thiên đại thánh phủ nói xong thiên du chân quân phất tay áo rời đi hạ lệnh đóng lại thủy phủ tôn ngộ không rời đi thiên hà mặc dù thiên du chân quân lời gì cũng không nói nhưng thái độ của hắn lại làm cho ngộ không biết rõ gia hỏa này có thể thật sự biết chút ít cái gì nhưng hắn vẫn không muốn nói với mình bệ hạ tôn đại thánh từ tử vi thiên sau khi trở về liền đi một chuyến thiên hà chỉ có điều rất nhanh liền thở phì phò từ thiên hà đi ra cùng lúc đó thái bạch kim tinh đi tới ngọc đế trước mặt hồi báo ngộ không hành trình tử vi không có gặp cái con khỉ này xem ra hắn đối với phật pháp đi về phía đông công đức hẳn là không có hứng thú ngọc đế lãnh đạm nhìn xem đỉnh đầu tinh không phật pháp đông truyền là phật môn cùng đạo môn đại sự mà thiên đình vốn là từ đạo môn tam thanh đệ tử tạo thành bệ hạ bốn vị thiên đế bên trong Tử Vi Đại Đế Bế Quan, Câu Trần Đại Đế Tọa Trấn Tây Thiên Giới, Trường Sinh Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế gần nhất cũng đều tuyên bố bế quan, bọn hắn tự hồ cũng không muốn nhúng tay Phật Pháp Đông Truyền một chuyện, Thái Bạch Kim Tinh Cao Mày nói, Phật Pháp Đông Truyền trước hết nhất chịu đến xung kích, chính là đạo môn hương hỏa, nhưng những này đạo môn thiên đế tự hồ toàn bộ đều không thèm để ý chút nào, cái này khiến hắn mười phần nghi hoặc ngọc đế vuốt ve sợi râu, trên mặt lộ ra cao thâm mạc rắc nụ cười, bọn hắn đang chờ chờ trẫm đứng ra cùng Phật môn tranh đấu. Thứ 27 chương Ngọc Đế tái thiết yến, liên tiếp tìm kiếm manh mối không kết quả ngộ không, quay trở về Tề Thiên Đại Thánh phủ, ngồi ở phủ đệ của mình bên trong, ngộ không bắt đầu suy tư, chính mình phải chăng bỏ sót cái gì? Dựa theo Tây Du ký bên trong ghi chép, Thiên Bồng là bởi vì đùa giỡn hàng Nga mà bị đuổi xuống Thiên Đình, hạ phàm đầu thai lúc đi nhầm heo thai, có thế sự thật lại là Thiên Bồng tại luân hồi lúc tao ngộ đánh lén, cuối cùng cũng không hề hoàn toàn chuyển thế, mà là trực tiếp đoạt xác một đầu tiểu trư. Điều này nói rõ, Tây Du Ký bên trong ghi lại đồ vật, cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác. Tô Ngộ không trong đầu hiện lên Tây Du Ký bên trong liên quan tới thiên bồng ghi chép. Số đông ghi chép đều chỉ có chút ít mấy lời, bất quá chính là cái này rải rác mấy lời, để Ngộ không nhìn ra sơ hở. Đó chính là cái này không hiểu xuất hiện ở trong tay chính mình thần bí sách, ghi lại đồ vật, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Chẳng lẽ cái này Tây Du Ký xuất hiện, cũng là một loại tính toán, Tôn Ngộ không nâng cầm lên, suy tư từ được đến Tây Du Ký sau biến hóa của mình, ngộ không biết rõ tính cách của mình, nếu không phải sớm nhìn Tây Du Ký, tại biết mình bật mã ôn chỉ là một cái hèn mọn tiểu quan, khi biết bàn đào có thể trường sinh duyên thọ sau đó, mình tuyệt đối sẽ nhịn không được đưa chúng nó mang về hạ giới chia sẻ cho mình khỉ con nhóm, chính là bởi vì sớm quan sát Tây Du Ký, trong lòng có cảnh giác, lúc này mới tránh khỏi hại chết hoa quả sơn đàn khỉ, cứ như vậy, cũng làm cho ngộ không phát hiện thiên đình ẩn tàng bí mật, thiên đình. Việc không có nhìn yếu đuối như vậy, nghĩ đến cái kia tài bộ chính thần triệu công minh, rõ ràng chỉ là một cái tài thần, lại có được chính mình cũng nhìn không thấu thực lực, mà cái này, vẹn vẹn ngọc đế nắm giữ tám bộ chính thần một trong, lão tôn ta tu hành không hơn trăm năm, liền có tu vi như thế, dựa vào là là đông thắng thần châu khí vận tẩm bổ, cùng với cổ này tiên thiên linh thể, mà thiên đình những cái kia thần tiên, bọn hắn sống không biết bao lâu, cho dù không giống lão tôn ta như vậy nắm giữ khổng lồ như thế khí vận, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tôn ngộ không hít sâu một hơi hắn quyết định lại hạ giới một chuyến, trực tiếp tìm trư bát giới ở trước mặt hỏi rõ ràng, hắn đến tột cùng cùng ai kết thù kết quán, núi phúc lăng động vân sạn, làm tô ngộ không lần nữa hạ giới lúc, nhìn thấy, lại là một cái đang tại đất cày trư bát giới, trư bát giới cảm ứng được ngộ không khí tức, ngẩng đầu lộ ra mỉm cười, con khỉ, ngươi đã đến, tô ngộ không quan sát tỉ mỉ lấy trư bát giới, hắn phát hiện, trư bát giới chân linh thương thế lại đã tốt, liền nguyên thần cũng khôi phục bình thường, lão trư, thương thế của ngươi tốt, tô ngộ không trong mắt lộ ra vẻ tò mò chân linh thụ thương đây chính là thần tiên khó khăn y có thế trư bác giới lại tại thời gian ngắn khôi phục bình thường cái này làm sao không để ngộ không cảm thấy kỳ quái trư bác giới gật đầu một cái nói đời lão trư ta phúc duyên thâm hậu phải quan âm bồ tát ban tặng bác bảo công đức thủy chữa khỏi chân linh thương thế bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa thực lực nói trư bác giới vung trong tay cửu sĩ đinh ba hướng thẳng đến ngộ không phủ đầu một xây đến hay lắm tô ngộ không hét lớn một tiếng gọi ra như ý kim cô bổng đón lấy chính thước đinh ba một khỉ một heo đại chiến mấy chục hiệp bất phân thắng bại cuối cùng đồng thời thu hồi binh khí nhìn nhau nở nụ cười lão trư ngươi thực lực này so với ở trên trời cũng không yếu bao nhiêu a à. tô ngộ không vỗ trư bát giới bả vai vừa cười vừa nói trư bát giới khẽ lắc đầu nói coi như miễn cưỡng a à. đơn giản rảnh rỗi tự sau đó ngộ không hỏi tới nghi vấn trong lòng mình đồng thời đem chính mình gần nhất điều tra đến danh sách nói cho trư bát giới trư bát giới sau khi nghe xong sắc mặt thoáng có chút biến hóa hắn cười cười nói kệ con khỉ đừng ra xét chuyện này chờ lão trư thực lực của ta đủ lúc tự sẽ đích thân tìm bọn hắn đòi hỏi thuyết pháp trư bác giới thần sắc mười phần nghiêm túc hắn nhìn ra ngộ không tính cách quật cường nếu thật để hắn một mực tra như vậy xuống rất có thể thật sự tra ra một vài thứ nhưng cái này ắt sẽ cho ngộ không mang đến nguy hiểm khí vận chi tử cũng không phải là vô địch đây là trư bác giới sống nhiều năm như vậy cảm ngộ đi ra ngoài đạo lý mỗi một cái kỷ nguyên đều biết sinh ra khí vận chi tử, bọn hắn nắm giữ cực mạnh khí vận, tu luyện cả ngày liền có thể sánh ngang người bên ngoài tu luyện 10 năm, trăm năm, hơn nữa có thể gặp giữ hóa lành, tại khí vận không tán phía trước, vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong. Nhưng mà, từ hồng hoang sinh ra đến nay, chân chính có thể sống chống nổi một cái kỷ nguyên khí vận chi tử, cơ hồ không có, mỗi một cái khí vận chi tử, cũng sẽ ở sắp đại thành thời gian, bị người hái đạo quả, tổ long là như thế, đông hoàng thái nhất là như thế liền phong thần thời điểm khương tử nha cũng là như thế lão trư ngươi không tin lão tôn ta có thể giúp ngươi tôn ngộ không nhìn ra trư bát giới dường như đang lo lắng cho mình không khỏi có chút tức giận nói trư bát giới cười cười nói ở ngộ không ngươi ta là huynh đệ không để ngươi giúp cũng là bởi vì lão trư ta nghĩ chính mình báo thù ngươi nhìn bây giờ ta đã khôi phục không thiếu thực lực tại phúc lăng sơn chờ đợi vài ngày sau ngộ không gặp trư bát giới thực sự không muốn nói ra hoài nghi của mình đối tượng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tạm thời làm thôi. Tô Ngộ không cùng Trư Bát Giới tạm biệt, quay trở về Thiên Đình, bắt đầu nghiêm túc tu luyện, theo thỉnh kinh thời gian tiến lên, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có chút bất an. Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, trước người đứng, chính là Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm đại sĩ, Linh Minh Thạch Hầu chút bây giờ như thế nào? Như Lai Phật Tổ mở to mắt, nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát nói: Kẻ thạch hầu trở thành tề thiên đại thánh sau, mỗi ngày bốn phía du tẩu, kết giao tiên thần, vô luận tiệt giáo, xiển giáo vẫn là nhân giáo, đều lấy gọi nhau huynh đệ, đá này khỉ khí vận thâm hậu, những cái kia thần tiên cùng hắn là bạn, bất quá là muốn mượn khí vận của hắn tu hành thôi, bất quá đây cũng không sao, ngược lại chỉ cần cuối cùng thạch hầu quy về ta Phật môn, khí vận của hắn, cũng trở thành ta Phật môn khí vận, như lai Phật tổ biết được ngộ không cùng đông đảo thiên đình thần tiên kết giao sau, ngược lại là không để bụng, hắn muốn là linh minh thạch hầu tất cả khí vận, đến nỗi những cái kia thần tiên tâm tư hắn cũng không thèm để ý, thế tôn, bần tăng lo lắng chính là, nếu để thạch hầu một mực chờ tại thiên đình, như hắn thật bị thiên đình thu tâm, sau này cho dù vào ta Phật môn, chỉ sợ cũng, quan âm Bồ Tát nói ra lo lắng của mình, linh minh thạch hầu liên quan đến phương Tây khí vận hoàn chỉnh, một khi linh minh thạch hầu thực tình trở thành thiên đình tiên thần, này đối Phật môn tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, như lai Phật tổ nghe vậy, mỉm cười, nói, hạo thiên chí lớn nhưng tài mọn, Linh Minh Thạch Hầu chính là thông minh chi linh, hắn thì sẽ không thần phục với Hạo Thiên. Thời gian trôi qua, ngộ không không còn tìm kiếm khắp nơi thiên bồng gặp tập kích manh mối, thiên đình cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chúng tiên thần mỗi ngày làm từng bước hoàn thành thần chức của mình, tự hồ cũng đã quên đi, đã từng can đảm đó dám lấy nhược thủy dội rửa đấu bò cung thiên bồng nguyên soái Đại Thánh, Ngọc Đế thiếp yến mở tiệc chiêu đại quan âm Bồ Tát, đặc biệt Đại Thánh cùng nhau dự tiệc. Hôm nay, ngộ không đang tu luyện, đột nhiên có tiên lại tay nâng Ngọc Đế thư mời cầu kiến, Ngọc Đế tại đấu bò cung thiết yến, Tôn Ngộ không nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn cảm giác lần này yến hội tự hồ không hề tầm thường. Thứ 28 chương Bắc Câu Lô Châu, đấu bò trong cung, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cùng nhau tiếp đãi Quan Âm Bồ Tát, song phương chủ khách chuyện trò vui vẻ, Thiên Đình chúng tiên cũng cùng nhau ở bên hầu hạ, Tôn Ngộ không ngồi tại vị trí trước, quan sát đang tại giả cười Ngọc Đế cùng Quan Âm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, mặc dù không biết quan âm Bồ Tát đến đây mục đích là cái gì, nhưng ngộ không có thể đoán được, đối với cái này Bồ Tát đến, Ngọc Đế tuyệt đối không có nhìn cao hứng như vậy, rượu đến ba tuần, ngay tại ngộ không cho là trận này nhàm chán yến hội kết thúc như vậy thời điểm, thình lình nghe ebay bay một tiếng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, bệ hạ, nương nương, tiểu tiên không phải cố ý, quyển liêm đại tướng quỳ mọc xuống đất, ánh mắt sợ hãi, mà dưới chân hắn, thì nằm một cái bể tan tành đèn lưu ly, nguyên lai, mới vừa ở quyển liêm đại tướng đang cấp vương mẫu nương nương rót rượu thời điểm không cẩn thận lại đem vương mẫu nương nương yêu nhất một cái đèn lưu ly vỡ vụn rèm cuốn ngươi thật to gan ngọc đế ánh mắt trở nên vô cùng lạnh nhạt mà mất đi âu yếm đèn lưu ly vương mẫu càng là một mặt bất mãn nhìn qua quyển liêm đại tướng bệ hạ nương nương tiểu tiên biết sai rồi thỉnh bệ hạ nương nương khoan dung quyển liêm đại tướng âm thanh run rẩy lâu theo ngọc đế hắn tự nhiên cảm nhận được ngọc đế nộ khí người tới tước đoạt rèm cuốn tiên cốt đánh xuống thế gian mỗi bảy ngày lấy phi kiếm xuyên thể lấy đó trừng trị. Ngọc Đế nói ra đối với quyển liêm đại tướng trừng phạt, lời vừa nói ra, chúng tiên trong mắt lập tức toát ra vẻ khiếp sợ, thật là ác độc trừng phạt, liền tô ngộ không cũng cảm thấy không thích hợp, bởi vì, một cái đèn lưu ly mà thôi, cũng không phải cái gì bảo vật quý giá, cho dù là vương mẫu nương nương yêu thích nhất đèn lưu ly, có thế chỉ là tước đoạt tiên cốt, liền đã có thể được xem là 10 phần trừng phạt nghiêm khắc. Cái này mỗi 7 ngày phi kiếm xuyên thể trừng phạt, thật sự là quá mức. Quyển liêm đại tướng cũng đầy khuôn mặt không thể tin nhìn qua Ngọc Đế, hắn mặc dù địa vị không cao nhưng kể từ trở thành quyển liêm đại tướng sau mỗi ngày cũng coi như là thành thành khẩn khẩn chịu mệt nhọc như thế nào cũng không nghĩ tới cũng bởi vì điểm nhỏ này sai ngọc đế liền muốn đem hắn biếm hạ phàm ở giữa thi hành mệnh lệnh ngọc đế không nhìn quyển liêm đại tướng trong mắt cầu xin tha thứ trực tiếp hạ lệnh thiên tướng đem quyển liêm đại tướng lôi ra lột bỏ tiên cốt sau đầu nhập thế gian đây hết thảy đều bị quan âm bồ tát để ở trong mắt bất quá nàng cũng không có mở miệng vì quyển liêm đại tướng nói hộ bởi vì đây là thiên đình chuyện nội bộ mà nàng chỉ là một người khách nhân mà thôi. Yến hội kết thúc, chúng tiên thối lui, quan âm Bồ Tát cũng cáo từ rời đi. Tô Ngộ không đang chuẩn bị trở về Đại Thánh Phủ, lại bị một người ngăn cản đường đi. Nha, lão Quan Nhi, ngươi không bồi lấy Ngọc Đế, ở đây làm cái gì? Tô Ngộ không nhìn xem năng lại chính mình Thái Bạch Kim Tinh, cười vấn đạo. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, nói, Ê bệ hạ cho mời, Ngọc Đế muốn gặp ta. Tô Ngộ không nghe vậy sững sờ, khi lấy được Thái Bạch Kim Tinh trả lời khẳng định sau, hắn cũng chỉ đành vẽ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo Thái Bạch Kim Tinh, lần nữa về tới đấu bò cung. Lúc này đấu bò trong cung, đã chỉ còn lại có Ngọc Đế một người, liền hầu hạ tiên nữ cũng đã hoàn toàn tán đi. Bệ hạ, đại thánh đến, Thái Bạch Kim Tinh đi đến Ngọc Đế trước mặt, nhẹ nói, Ngọc Đế mở mắt, nhìn về phía ngộ không, nói, cho không biết ngươi cái này tề thiên đại thánh nên được còn hài lòng, tu ngộ không cười nói, y hài lòng, hài lòng, không biết Ngọc Đế có gì phân phó, lão tôn ta tuyệt không chối từ, rất tốt, Trẫm qua ngươi mỗi ngày không có việc gì, không bằng giao cho ngươi cái việc phải làm như thế nào?" Ngọc Đế mỉm cười, mở miệng nói ra, "A." À, không biết Ngọc Đế muốn giao cho ta cái gì việc phải làm, tu ngộ không vấn đạo, trực giác nói cho hắn biết, "Ngọc Đế cái này cái gọi là việc phải làm tuyệt không đơn giản, gần nhất Bắc Câu Lô Châu thường có đại yêu qua lại, cướp đoạt nhân tộc làm thức ăn, trẫm biết ngươi sáng sớm đã từng tại hạ giới là yêu, cho nên liền nghĩ phái ngươi đi xem một chút." đến tột cùng là cái gì yêu ma quái phá Ngọc Đế An bài ngộ không đi tới Bắc Câu Lô Châu Hàng yêu đây là ngộ không chưa từng dự đoán đến bất quá hắn tại Thiên Đình cũng cảm giác tu vi ngày càng viên mãn đích xác cần thật tốt chiến đấu một phen để đột phá liền lập tức đáp ứng xuống tiếp nhận nhiệm vụ sau đó ngộ không trực tiếp rời đi Thiên Đình thẳng đến Bắc Câu Lô Châu phương hướng mà đi bệ hạ Bắc Câu Lô Châu chính là thượng cổ yêu tộc cùng vu tộc vị trí nơi đó linh khí bạo loạn thiên đạo không hiện ngài đem linh minh thạch hầu phái đi nơi đó vạn nhất xảy ra chuyện, Thái Bạch Kim Tinh chờ ngộ không sau khi đi, nhịn không được mở miệng nói ra, Ngọc Đế nghe vậy, lãnh đạm nói, nghe khí vận chi tử, không chết được, bất quá ngược lại là có thể dùng hắn thử một lần cái này bắt câu lô châu hư thực, bắt câu lô châu, hồng hoang phân liệt sau lớn nhất một khối đại lục một trong, cũng là tứ đại bộ châu bên trong lớn nhất một khối lục địa, ở đây, là cổ lão di tộc thế giới, trên danh nghĩa mặc dù thuộc về thiên đình cai quản, nhưng trên thực tế, thiên đình không từng có một cái thần tiên có thể an ổn vào ở bắc câu lô châu đương nhiên đây hết thảy ngộ không cũng không biết hắn cưỡi cân đẩu vân một đường đi tới bắc câu lô châu nhìn xem bắc câu lô châu bầu trời lơ lửng chướng khí không khỏi lông mày nhíu một cái một nơi tuyệt vời hiểm ác chi địa tôn ngộ không đè xuống đám mây bắc câu lô châu khí tức để hắn cảnh giác loại này hiểm ác chi địa nếu quả thật có yêu quái yêu quái kia thực lực nhất định không thể khinh thường bẩm thế tôn Linh Minh Thạch hầu bị Ngọc Đế phái vào Bắc Câu Lô Châu, Linh Sơn, Quan Âm Bồ Tát tiếp vào Thiên Đình tin tức sau, lập tức chạy tới Như Lai chỗ Bắc Câu Lô Châu, Như Lai Phật Tổ cổ sống không kinh hải trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, sự biến hóa này để Quan Âm Bồ Tát vì thế mà kinh ngạc, Hạo Thiên chẳng lẽ là muốn bóp chết cái này Linh Minh Thạch hầu sao? Như Lai Phật Tổ trên mặt đã lộ ra một chút tức giận, nguyên lai cái này Bắc Câu Lô Châu chính là thượng cổ Thiên Đình hủy diệt sau, Từ yêu sư côn bằng lãnh đạo Thiên Đình toàn bộ địa phương ẩn cư, không chỉ có là yêu tộc vô tộc tại si vư cùng hoàng đế trong tranh đấu sau khi thất bại cũng lui vào bắc câu lô châu có thể nói toàn bộ bắc câu lô châu chính là trong tam giới duy nhất không về phật đạo cai quản chỗ nơi này sinh linh không tuân theo thiên đế bất kính phật tổ bọn hắn cung phụng là vua thần cùng yêu thần trước đó thánh nhân tại lúc bọn hắn còn không phục cai quản về sau thánh nhân biến mất cái này bắc câu lô châu càng là công nhiên cùng thiên đình phật môn là địch như lai phật tổ biết rõ linh minh thạch hầu liên quan đến tây Ngưu hạ châu khí vẫn phải chăng viên mãn một khi linh minh thạch hầu còn có toàn bộ phật môn cho dù sau này thật có thể đại hưng cũng không cách nào khóa lại khí vận căn bản là không có cách cùng đạo môn tranh chấp quan âm đại sĩ người tốt tự mình vào cái kia bắt câu lô châu một chuyến đem ta phật chỉ giao cho yêu sư cung cùng vua thần điện nói cho bọn hắn ai nếu dám hủy linh minh thạch hầu ta phật môn liền cùng bắt câu lô châu khai chiến như lai phật tổ suy tư một phen sau tự mình lấy pháp lực ngưng kết hai lá thư để quan âm Bồ Tát tự mình đưa vào Bắc Câu Lô Châu cường đại nhất hai cái thế lực, yêu sư cung cùng vu thần điện, như Lai Phật tổ biết, tại Bắc Câu Lô Châu, yêu sư cung cùng vu thần điện tên tuổi, so Phật môn cùng thiên đình muốn dùng tốt nhiều, chỉ cần hai cái thế lực này lên tiếng, Linh Minh Thạch Hầu liền có thể bình yên vô sự. Thứ 29 chương kinh hiện bằng Ma Vương, nơi này chính là Bắc Câu Lô Châu. Sao như thế hoang vu, nhân tộc ở đây, cũng rất kỳ quái, tô ngộ không tiến nhập Bắc Câu Lô Châu, hắn vốn định tìm cái thổ địa hỏi thăm tình huống. Kết quả phát hiện, trong vòng nghìn dặm thế mà một cái thổ địa cũng không có phát hiện này để ngộ không mười phần nghi hoặc rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng về sinh linh khí tức nhiều nhất chỗ chạy tới đi không bao lâu ngộ không liền đã đến một cái nhân tộc bộ lạc nói là nhân tộc nhưng những người này tộc cùng ngộ không ngày thường thấy nhân tộc lại có khác biệt lớn nguyên lai like, những thứ này nhân tộc trên thân đều có vẻ thần bí đồ đằng mỗi người thể nội đều ẩn chứa sấp xỉ sức mạnh tiên nhân a à, bộ lạc bên trong một cái lão ẩu mở mắt nàng nắm lên một bên dây leo trượng Đạp một cái rùa đen từ trong túp lều đi ra, tế tự đại nhân, người chung quanh tộc nhìn thấy lão ẩu sau, nhao nhao hành lễ, miệng nói tế tự đại nhân, lão ẩu đạp rùa đen, đem dây leo trưởng hướng về trên mặt đất một trận, nói, "Kẻ có Thái Ức Kim Tiên tới gần, mệnh lệnh các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu." Nghe xong có Thái Ức Kim Tiên tới gần, trong bộ lạc các chiến sĩ lập tức tập kết đứng lên, tại bộ lạc hợp thành một cái kỳ quái trận thế, các ngươi, công ngộ không vừa mới lộ diện, thì thấy một cái khổng lồ rùa đen trống rỗng xuất hiện hung tận nhìn mình long long, hảo một cái yêu quái, ngộ không kinh hãi, vô ý thức lấy ra như ý kim cô bổng, ngươi cái này yêu tộc, vì cái gì phá hư thể ước, xuất hiện tại ta cú mang bộ lạc, cự quy bên trên, một tiếng nói già nua truyền đến, ngộ không theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai like cự quy trên lưng lại vẫn đứng một cái thân hình còng xuống lão ẩu, cú mang bộ lạc. Lão tôn ta chính là triệu ngọc đế phân công, đến đây này hàng yêu tề thiên đại thánh, cũng không phải cái gì yêu tộc, tu ngộ không lo lắng có hiểu lầm gì đó, vội vàng mở miệng giải thích Ngọc Đế hừ đây là Bắc Câu Lô Châu người muốn hàng yêu liền đi tìm yêu sư cung suối quẩy cút đi nghe xong ngộ không là thiên đình thần tiên lão ẩu trên mặt đã lộ ra vẻ trào phúng chỉ vào phương Bắc nói yêu sư cung cái này nghe xong chính là một cái yêu quái thế lực cung ngộ không nghe vậy trong lòng hơi động hắn có chút kiên kỵ lão ẩu dưới chân cự quy tại không biết đối phương nội tình tình huống phía dưới cũng không nguyện ý cùng lão ẩu phát sinh xung đột đã như vậy cái kia lão tôn ta liền đi yêu sư cung tìm tòi hư thực. Tôn ngộ không nhảy lên đạp vào cân đẩu vân, hướng về phương bắc bay đi, gặp ngộ không đi, lão ẩu cũng âm thầm thở dài một hơi. Cái này yêu hầu thực lực không kém, nếu thật tranh đấu đứng lên, cho dù có thể đánh chết hắn, sợ cũng sẽ thiệt hại không thiếu chiến sĩ. Lão ẩu trong lòng yên lặng nói, cú mang bộ lạc, là một cái vu tộc bộ lạc, bất quá lão ẩu chỗ bộ lạc chỉ là một cái cỡ nhỏ bộ lạc, cho dù toàn bộ bộ lạc liên thủ, chỉ sợ cũng nhiều lắm là cùng đối phương đánh thành lưỡng bại câu thương ngộ không cũng không biết lão ẩu suy nghĩ trong lòng hắn lúc này đang hướng về bắc minh hải phương hướng bay đi mà đổi thành một bên một thân màu trắng tăng bào quan âm bồ tát cũng đạp đài sen đi tới bắc minh hải bần tăng quan âm phụng ngã phật như lai chi mệnh chuyên tới để bái phỏng yêu sư quan âm bồ tát đi tới một tòa cổ xưa trước cung điện chắp tay trước ngực nói rõ ý đồ đến nha đây không phải từ hàng đạo hữu đi lúc nào đổi một tên a à, một người mặc bạch bào mọc ra chòm râu dê trung niên đạo nhân từ yêu sư trong cung đi ra hắn nhìn qua quan âm bồ tát vừa cười vừa nói từ hàng là quan âm bồ tát vào phật phía trước tại đạo môn lúc tên kể từ trở thành bồ tát sau đã rất lâu không người nào dám gọi nàng như vậy a di đà phật bần tăng quan âm bạch trạch đạo hữu bần tăng phụng phật tổ chi mệnh bái phỏng yêu sư tiền bối còn xin bạch trạch đạo hữu bẩm báo một tiếng quan âm bồ tát cố nén bất mãn trong lòng tiếp tục mở miệng nói mà trong miệng nàng bạch trạch chính là trước mắt cái này bạch bào nam tử nguyên lai nam tử này chính là thượng cổ thiên đình bên trong yêu thánh bạch trạch sớm tại thời kỳ thượng cổ cũng đã là nổi tiếng hồng hoang đại yêu bây giờ mặc dù lâu không xuất thế nhưng cũng không có ai dám khinh thường này yêu từ hàng người ý đồ đến yêu sư đã biết hắn để ta nói cho các ngươi biết phật môn cùng đạo môn tranh đấu đừng liên lụy đến chúng ta yêu sư cung bằng không yêu sư không ngại đi các ngươi cái kia cái gọi là phương tây tịnh thổ ngồi một chút bạch trạch lạnh rơi một tiếng quay người biến mất ở quan âm bồ tát trước mặt a di đà phật quan âm bồ tát miệng tụng phật hiệu mặc dù bất mãn bạch trạch thái độ nhưng biết được yêu sư thái độ sau nàng cũng không khỏi thở dài một hơi kỳ quái vì cái gì ta bay nửa ngày còn ở nơi này tô ngộ không dừng bước hắn dương mắt chung quanh phát hiện chung quanh một mảnh mê mang chính mình thế mà mê thất ở một vùng biển bên trong chuyện xấu xem ra hẳn là lâm vào một loại nào đó trong trận pháp tô ngộ không ngồi xếp bằng tại cân đẩu vân bên trên bắt đầu thử đem linh thức tản ra tìm kiếm rời đi vùng biển này thông đạo, không biết qua bao lâu, ngộ không bị một cổ hàng lưu giật mình tỉnh giấc, mở mắt xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào, đã bị một tầng hàng băng bao phủ, răng rắc, nhẹ nhàng run run người bên trên áo bào, ngộ không thôi động pháp lực muốn hông khô quần áo, lại phát hiện pháp lực của mình lại chẳng biết lúc nào, bị một cổ lực lượng vô danh phong ấn lại, bị ám toán, tô ngộ không cắn răng nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái tại Tây Du Ký bên trong chỉ có điều hơi có nhắc đến Bắc Câu Lô Châu, thế mà quỷ dị như vậy đường đường một cái thái ức kim tiên lại sẽ tại trong lúc bất tri bất giác bị người phong ấn pháp lực đây là bực nào chuyện kinh khủng a à? là cao nhân phương nào cùng lão tôn ta nói đùa sao không hiện thân gặp mặt công ngộ không kéo cổ họng ra lung la lớn hắn biết có thể vô thanh vô tức phong ấn sự tồn tại của mình tuyệt không phải mình có thể địch mà đối phương nếu thật muốn sát hại chính mình cũng không cần ra vẻ thần bí phong ấn chính mình cho nên trong lòng cũng tịnh không sợ lão thất ngay tại ngộ không cho là không người đáp lại lúc một cái lạnh lùng nam từ áo đen đột nhiên xuất hiện ở ngộ không trước người tôn ngộ không tập trung nhìn vào lập tức cả kinh nguyên lai like, người tới càng là ngộ không huynh đệ kết nghĩa bằng ma vương bằng ma vương mỉm cười nhìn ngộ không nói lão thất cái này bắt minh hải không tiếp đãi ngoại nhân ngươi như vậy tùy tiện xâm nhập nếu không phải bị ta nhìn thấy sợ là đến chết chạy không thoát đi tam ca ngươi tại sao lại ở chỗ này tôn ngộ không hiếu kỳ đánh giá bằng ma vương trước đây hắn từ núi linh đài phương thốn trở về hoa quả sơn lúc từng du lịch khắp nơi cùng ngưu ma vương chờ sáu cái đại yêu kết làm huynh đệ mà bằng ma vương vừa vặn xếp hạng lão tam đây là nhà ta ta đương nhiên ở chỗ này ngược lại là ngươi không phải đã thượng thiên đi đi chạy thế nào bắt minh hải tới bằng ma vương vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện hắn mang theo ngộ không xuyên qua một mảnh mê vụ đi tới trên một hòn đào nhỏ vừa ra mê vụ ngộ không liền phát hiện cả người pháp lực toàn bộ đều trở về thần kinh một mực căng thẳng cũng cuối cùng buông lỏng xuống tam ca Ngươi thế mà xuất từ Bắc Minh Hải, Tôn Ngộ không cùng bằng Ma Vương ngồi đối diện nhau, hắn mặc dù cùng bằng Ma Vương kết làm huynh đệ, nhưng lại chưa bao giờ hỏi đến qua những huynh đệ này vừa vặn lai lịch, chỉ mơ hồ nhớ kỹ bằng Ma Vương đề một câu chính mình xuất thân phương Bắc, Đỗ cũng chưa từng nghĩ qua, bằng Ma Vương cái gọi là phương Bắc, càng là Bắc Câu Lô Châu, bằng Ma Vương thần sắc hơi có chút lúng túng, nói: "Lão Thất, ta đích xác xuất từ Bắc Minh Hải, chỉ vì gia sư căn dặn bên ngoài không thể tùy tiện thổ lộ sư môn." cho nên đối với ngươi có chỗ giấu giếm, thật xin lỗi, tôn ngộ không nghe vậy, khoát tay áo, cười nói, tam ca nói gì vậy, tất nhiên đây là ba địa bàn của ca, cái kia lão tôn ta cũng liền nói thẳng, lần này ta đến nơi đây, thực là phụng cái kia ngọc đế lão nhi mệnh lệnh, tới đây hàng yêu, thứ ba mươi chương trở về thiên đình, hàng yêu. Lão thất, ngươi biết bắt câu lô châu là cái nào sao? Tới đây hàng yêu, khi biết được ngộ không tới bắc câu lô châu lại là vì hàng yêu mà đến, bằng ma vương sắc mặt trở nên có chút kỳ quái nhìn ngộ không ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đồ đần tôn ngộ không gãi đầu một cái nói tam ca cái này bắt câu lô châu sao liền không thể hàng yêu bằng ma vương gặp ngộ không là đương thật không biết bất đắc dĩ lắc đầu nói lão thất ngươi xưa nay chỉ ở đông thắng thần châu pha trộn lại là không biết cái này tiên giới tứ đại bộ châu lại là đều có huyền ảo a à, tam ca ngươi lại nói nói có gì huyền ảo tôn ngộ không tò mò hỏi bởi vì cho dù là Tây Du Ký bên trong, đều chưa từng quá nhiều ghi chép liên quan tới tứ đại bộ châu sự tình, cho nên ngộ không đối với cái này hết sức tò mò. Bằng Ma Vương nói, Đông Thắng Thần Châu, bèn nói môn xiển giáo thánh địa, tuy có yêu tộc, nhưng cũng không có thành tựu, Nam Chim Bộ Châu, nhân tộc tổ địa, từ nhân giáo đệ tử tọa trấn, bình thường yêu ma không dám tự tiện vào, mà Tây Ngưu Hạ Châu, thì làm Phật môn thống trị cương vực, nó địa đa số Phật quốc. Bằng Ma Vương tuần tự giới thiệu Đông Thắng Thần Châu, nam chiêm bộ châu cùng tây ngưu hạ châu chờ nói bắt câu lô châu lúc hắn hơi khẽ thở dài một cái bằng ma vương nhìn xem ngộ không cảm khái nói bắt câu lô châu chính là tứ đại bộ châu linh khí cuồng bạo nhất nhất không thích hợp chỗ tu luyện nhưng đó là chúng ta yêu tộc sau cùng tịnh thổ rất nhiều hơn cổ chủng tộc vì tránh né phật đạo không thể không ẩn cư ở này bởi vậy ở đây cũng đã trở thành phật đạo cấm khu phật đạo cấm khu tam ca cái này bắt câu lô châu có cái gì cường giả lại cũng dám danh xưng phật đạo cấm khu tôn ngộ không nghe xong phật đạo cấm khu bốn chữ lập tức vui lên cười vấn đạo bằng ma vương thần tình nghiêm túc nói lão thất chớ có vui đùa ầm ĩ tam giới này cường giả ngươi lại có thể nhận biết mấy người đừng nói ngươi chính là cái kia ngọc đế như lai nếu thật có bản lĩnh bọn hắn vì cái gì không dám bắt câu lô châu thiết lập miếu thờ đạo quán ngược lại làm cho ngươi tới đây vọng nộp mạng tôn ngộ không nhìn xem bằng ma vương vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn tự nhiên biết, có thể làm cho thiên đình, Phật môn đều không dám tùy tiện đặt chân chỗ, đương nhiên sẽ không đơn giản, chỉ là trong lòng hiếu kỳ cái này bắt câu lô châu đến tục cùng cất giấu bí mật gì, có thể làm cho Phật môn cùng thiên đình cũng vì đó kiên kỵ, huynh đệ hai người đã lâu không thấy, lẫn nhau hàng huy một phen sau, ngộ không hỏi tới chính mình thượng thiên sau sự tình, tam ca, lão tôn ta thượng thiên sau, chư vị huynh trưởng sao đều rời đi hoa quả sơn, tôn ngộ không hơi có chút kỳ quái vấn đạo, hắn tự nhiên biết mình mấy cái này huynh đệ kết nghĩa đều không đơn giản bất quá đối với bọn hắn đột nhiên rời đi hay là cảm thấy mười phần không hiểu bằng ma vương nghe vậy cao mày nói kể từ ngươi lên trời sau đó chúng ta huynh đệ sáu người tại hoa quả sơn chờ đợi một chút thời gian vẫn không có tin tức của ngươi đại ca liền quay trở về tây ngu hạ châu nghe nói là vội vàng cưới vợ đi nhị ca cũng trở về bắc hải mà ta cũng bởi vì trong nhà có việc quay trở về bắc minh đến nỗi mấy cái khác huynh đệ tung tích về sau ta trở về bắc minh sau lại bắt đầu bế quan một cho tới hôm nay xuất quan vậy mà không biết tung tích của bọn hắn đại ca thành gia việc này vì sao cũng không có phái người tới thông tri lão tôn ta một tiếng tôn ngộ không nghe xong ngưu ma vương đã lấy vợ không khỏi khẽ giật mình có chút nghi ngờ hỏi bằng ma vương lắc đầu nói ngài đại ca phu nhân kia thân phận không đơn giản đừng nói người ở trên trời không tiện thông tri chính là chúng ta cũng không tốt tiếng đến tham gia đại ca tiệc cưới a à, đây là vì cái gì tôn ngộ không càng hiếu kỳ hơn dù sao đại ca thành hôn những thứ này làm đệ đệ đi tới bái kiến đại tẩu là chuyện lại không quá bình thường sao liền không tốt tiến đến lộ diện đâu bằng ma vương nói vì việc này ngươi tự hỏi đại ca đi tốt ngộ không ngươi tại thiên đình tạm giữ chức không thích hợp tại bắc câu lô châu mỏi mòn chờ đợi nhanh đi về a à, về sau chớ có lại tự tiện xông vào bắc câu lô châu bằng ma vương tự hồ có chỗ cố kỵ cũng không có cáo tri ngộ không đại tẩu thân phận mà là nhìn sắc trời một chút thúc giục ngộ không mau chóng rời đi tô ngộ không mặc dù vẫn như của lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng nghe đi theo bằng ma vương khuyên nhủ cùng bằng ma vương tạm biệt sau một cái bổ nhào vượt lên cân đổ vân Rồi đi bắt câu lô châu lão thất ca khí vận chi tử cũng không phải dễ làm như thế sau lưng của ngươi không biết có bao nhiêu người đang tính kế ngươi đáng tiếc tam ca thực lực không tốt bằng không bằng ma vương ở trên đảo yên lặng đứng vững trong mắt lộ ra thần tình phức tạp đột nhiên sau lưng hư không một hồi vạn vẹo mấy đạo thân ảnh đột một xuất hiện tại bằng ma vương sau lưng thiếu chủ nên trở về cung tô ngộ không đạp cân đổ vân về tới thiên đình, một lần này bắt câu lô châu hành trình, hắn mặc dù không có cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mơ hồ cũng phát giác được chính mình có thể bị Ngọc Đế tính toán, cho nên hồi thiên sau đó, lập tức đi tới lăng tiêu điện, lúc này Ngọc Đế đang tại cửa hành triều hội, gặp ngộ không trở về, trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười nhạt, Ngọc Đế khoát tay ra hiệu triều hội kết thúc, để chúng tiên tán đi, tôn ngộ không ôm ngực cười lạnh nhìn qua Ngọc Đế, một bộ muốn để Ngọc Đế cho hắn một lời giải thích tư thái, đại thánh, không biết lần này bắt câu lô châu hành trình còn thuận lợi. Thái Bạch Kim Tinh đi đến Ngộ Không trước mặt, nháy nháy mắt, Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói: "Ơ nhờ phúc, lão Tôn ta còn sống trở về." Ha 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 ha, "Ngộ Không, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là đối với nhiệm vụ lần này có cái gì bất mãn?" Ngọc Đế cười ha ha một tiếng, đối với Ngộ Không trên mặt bất mãn làm như không thấy, "Ngọc Đế, lão Tôn ta tự nhận là không thẹn với Thiên Đình, ngươi lần này lại lừa gạt tại ta, nếu không cho một cái giảng giải, lão Tôn ta chính là nháo đến Thái Thanh cung đi, cũng phải đòi một lời giải thích." Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói: hắn kể từ biết mình là đông thắng thần châu khí vận chi tử sau, liền biết rõ Ngọc Đế không dám tùy tiện ra tay với mình, dứt khoát cũng buông ra tính tình, trực tiếp làm rõ thái độ của mình. Thái Thanh Cung, nghe được ngộ không nhất lên Thái Thanh Cung, Ngọc Đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, ngươi trở về đi, khoảng cách Phật Pháp đông truyền còn có 480 năm, trong lúc này, ngươi vẫn là ta thiên đình tề thiên đại thánh, tô ngộ không rời đi lăng tiêu điện, lần này bắt câu lô châu hành trình, để hắn đối với tam giới đủ loại bí mật càng hiếu kỳ hơn trở về tề thiên đại thánh phủ sau, liền bắt đầu hồi ức Tây Du Ký bên trong ghi chép, muốn từ bên trong tìm ra một chút bí mật. Bệ hạ, lăng tiêu điện bên trong, Thái Bạch Kim Tinh có chút lo lắng nhìn xem một mực trầm mặt Ngọc Đế, quá trắng, ngươi nói, trẫm quả nhiên là cái này tam giới chi chủ sao, Ngọc Đế lãnh đạm vấn đạo, sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh, bệ hạ chính là đạo tổ không định tam giới chi chủ, điểm này, không thể nghi ngờ, Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, vội vàng trả lời, Ngọc Đế cười, hắn vuốt ve trong tay đai lưng Ngọc, lẩm bẩm nói cũng không thành thánh chung vi sâu kiến a à. thời gian ung dung kể từ bắt câu lô châu một nhóm sau đó ngộ không tại thiên đình lần nữa khôi phục ăn không ngồi rồi bộ dáng thiên bồng sự tình hắn cũng tạm thời từ bỏ điều tra mỗi ngày không phải hô bằng gọi hữu chính là ở trong phủ tu luyện tu vi ngày càng tinh thâm